Chương 40 Thanh Liên Long Ngâm Kiếm Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Khó trách hắn dám lối ra nhục nhã ta cùng phủ vương, kẻ này quả nhiên không đơn giản. Lấy chỉ thử qua thân kiếm, nhậm tiêu dao kiếm lập tức bạo ra từng cơn ánh sáng xanh. Duy trì tư thế, nhậm tiêu dao đã bắt đầu yên lặng tụ lực. Hắn nhìn qua mạnh tường, cái trán không khỏi nhỏ xuống một tia mồ hôi lạnh bình thường ngưng đang nhị giai tu chân giả thực lực nếu như là 5 đến 6, ta xuống đến đẳng cấp này, thực lực chí ít có 10 đến 11, nhưng cái này mạnh tường, hắn chiến ý đích đích xác xác là ngưng đang nhị giai, lại có vượt qua 15 trở lên sức chiến đấu. Kẻ này thiên phú không phải tầm thường, nếu như đợi một thời gian, tất thành đại khí. Nhậm tiêu giao mặc dù nghĩ như vậy, nhưng lại không chút nào lưu thủ ý tứ. Mạnh tường nói cho cùng là có nhục sư môn, Cuộc quyết đấu này là đối hắn thí luyện, có thể còn sống sót, mới có tư cách đầm ngày sau sự tình, cho nên ta không thể lưu thủ, như hắn không tiếp nổi chiêu này, cũng chỉ có thể nói rõ hắn thiên kiêu bạc mệnh. Nhậm tiêu giao là kiếm thần, kiếm thần cũng không phải trọng pháo, điển thương long loại hình tiểu lâu la, chính là cửu trọng đại lục nhân loại tộc trong kiếm chi thần, tuyệt đối sẽ không làm ra làm bừa lỗ mãn cử động. Tại kinh lịch bách vạn đồ lục bị ngăn lại kinh nghiệm về sau, hắn đã điều chỉnh chiến thuật, tại ngừng đang nhị giai cho phép phạm vi bên trong mức độ lớn nhất ngưng tụ chân nguyên hắn muốn làm cái gì mạnh tường đương nhiên nhất thanh nhị sở kiếm lấy nhanh vi tôn kỳ lực không kịp đau nhưng không có nghĩa là bất lực tương phản kiếm lớn nhất sát thương thủ đoạn là chọn cùng gai chọn muốn tốc độ vừa rồi bách vạn đồ lục bị ta ngăn lại chắc hẳn hắn là không nghĩ lại dùng tốc độ giết ta cho nên hắn là muốn dùng sức mạnh lớn nhất đâm tới lấy không thể né tránh lực lượng đến xuyên qua phòng ngự của ta lấy tính mạng của ta chiêu này dù hung ác nhưng chắc hẳn nhậm tiêu dao đã không có hạ chiêu hết biện pháp nếu như chiêu này còn không thể giết ta nếu như không giải trừ áp chế hắn cũng không có chiêu thứ ba nói cách khác muốn cho kiếm thần lưu mặt mũi liền không thể cho hắn ra chiêu thứ ba cơ hội một chiêu này ngươi cảm thấy hắn lớn bao nhiêu khả năng ngăn lại đại trưởng lão vịnh tam trưởng lão giờ phút này nhìn mạnh tường trong ánh mắt, chỉ còn lại có sợ hãi tháng phục. Không biết. Tam trưởng lão cũng là trong lòng không chắc, chè lấy sắp ngừng nhảy ngực. Một chiêu này, tông chủ đại nhân ngưng tụ mức độ lớn nhất chân nguyên, tại giữ lại tốc độ tình huống dưới, mức độ lớn nhất tăng lên uy lực, muốn đỡ được. Khó. Khi chỉ hy vọng ngươi tân thu cái này đệ tử thật là có bản lĩnh. Đại trưởng lão giờ phút này cũng đối mạnh tường lên hứng thú giờ phút này, nhậm tiêu giao kiếm thanh ánh sáng đại trướng, không khí lấy vặn vẹo phương thức, vây quanh thân kiếm xoay tròn lấy mắt trần có thể thấy luồng khí xoáy. Kiếm chưa ra, lực đã hiện. Đồng dạng đem lực lượng áp chế ở ngưng đang nhị giai mạnh tường nhìn xem một màn này, cũng không khỏi sợ hãi tháng phục. Một kích này không đơn giản, xem ra muốn hơi nghiêm túc điểm đối đãi Mạnh đại ca, cẩn thận A. Dưới đài A Sửu thấy thế, cũng không để ý đến nhiều như vậy, hô to cho mạnh tường cố lên. Nhưng mà một tiếng này cổ động, lại đưa tới bên cạnh đệ tử trào phúng. Ha ha, cẩn thận có cái gì dùng, ngươi nhìn tông chủ đại nhân trong kiếm ngưng tụ nhiều ít lực lượng. Đúng đấy, chiêu này tuyệt đối trốn không thoát, cũng không chặn được, ngươi mạnh đại ca chết chắc. Đừng tưởng rằng đỡ được chiêu thứ nhất liền thật có hy vọng, tông chủ đại nhân chiêu thứ nhất nhường. Đúng đấy, chỉ cần không phải mù loà cùng đồ đần, đều nhìn ra được họ mạnh chết chắc đối mặt bên cạnh đệ tử chăm chọc khiêu khích, A sử tâm đều treo đến yết hầu. Tiểu tử, chống đỡ A. Tam trưởng lão khẩn trương liền mồ hôi nhỏ vào con mắt đều quên xoa, gắt gao nhìn xem mạnh tường. Mà quyết định hơi nghiêm túc điểm mạnh tường giờ phút này, chính bày biện cùng nhậm tiêu giao giống nhau tư thế. Không đúng. Hổ đà ba hai mắt có chút nheo lại, dùng chỉ có mình nghe thấy thanh âm thì thầm. Thắng bại còn khó nói. Tiểu tử, chuẩn bị kỹ càng, ta muốn lên. Thanh quan đã tăng tới cực hạn, lấy nhậm tiêu giao chi lực, đang áp chế đến ngưng đang nhị giai tình huống dưới, kiếm này bên trong đã trót vào cực hạn chân nguyên, tiến công thời cơ đã đến. Mời đi. Mạnh tường khẽ cau mày, lấy chuẩn bị kỹ càng. Khóe miệng có chút nhất câu, nhắm mắt hít sâu một cái thanh khí, nhậm tiêu giao muốn lên. Mở mắt, dậm chân. Một cước đạp địa, Mạnh ngói giống như thiên nữ tán hoa nổ tung, nhằm tiêu giao thân hình, chỉ một thoáng hóa thành một đạo lưu quan. Tốc độ cùng lực lượng cũng không tệ. Mắt thấy lẫn nhau ở giữa khoảng cách bị cực tốc xóa đi, mạnh tường cầm kiếm tay phát lực. Nhìn xem ngươi có thể hay không đón lấy ta một chiêu này. Nhậm tiêu giao chợt quát một tiếng, lấy đến mạnh tường trước người. Thanh liên long ngâm kiếm. Kiếm đâm ra, kia cao nồng độ chân nguyên đem không khí đều nhuộm thành cùng nó giống nhau màu xanh gió vây quanh kiếm xoay tròn một kiếm kia nhìn từ xa giống như một đạo ngang vòi rồng đồng dạng lấy bài sơn đảo hải chi thế thẳng đâm mạnh tường ngực không khí bị xé nát giác quan đều xuất hiện rối loạn dưỡng tâm trên đạo trường ba vạn đệ tử nhìn xem một màn này cảm giác nhậm tiêu dao đâm ra không phải kiếm mà là cả cánh tay cùng kiếm đều hóa thành một bài đầu rồng to lớn gió bị lôi kéo mang ra oanh minh tiếng long cua. Một kích này, tuy là dùng ngưng đang nhị giai chân nguyên, lại là liền kim đang kỳ tu chân giả đều không thể ngăn lại tuyệt chiêu. Nếu như một kiếm này đều không thể đánh bại mạnh tường, như vậy, trừ phi vô sĩ gian lận, vụn trộm nâng lên một hai giai tu vi, nếu không nhậm tiêu giao thật không cách nào, hắn dù có vô số tuyệt thế kiếm pháp, nhưng không có nhiều kiếm pháp là có thế tại ngưng đang nhị giai chân nguyên hạ sử dụng. Mạnh tường dựng lên kiếm, lấy kiếm thân ngăn cản. Khoát lát. Tự như là máy bay đột phá vận tốc âm thanh lúc âm bạo thanh, nhậm tiêu giao kiếm, mũi nhọn trực chỉ mạnh tường trong thân kiếm ương. Hiện trường không khí, một nháy mắt bị gạt ra. Ngô. Một kích này lực đạo thật ra ngoài ý định. Mạnh tường đều nhìn không được kêu lên một tiếng đau đớn, mũi chân sẻn mặt đất, thoáng sau vẽ nửa tất. Út. Lực đạo này thật đúng là ghê gớm mặc dù mạnh tường rất mạnh, nhưng vì không lộ hãm, thực lực cùng nhậm tiêu giao đồng thời áp chế ở ngưng đang nhị giai, coi như mình sẽ cường một điểm, nhưng đó cũng là có hạn. Nhậm tiêu giao dù sao cũng là kim thân cửu giai đỉnh phong, kiếm thuật sở trường, mà mạnh tường đặc biệt thích dùng đao, cái này toàn lực một kiếm, mạnh tường cản vẫn có chút phí sức. Đương nhiên, chỉ là có chút phí sức thôi. Nhậm tiêu giao một kiếm này đâm ra, mới ý thức tới không thích hợp cái này thanh liên long ngâm kiếm có cửu đoạn lực, một đoạn càng sau một đoạn mạnh, nhưng bây giờ đều đã phát đến thứ tám đoạn lực, thế mà còn là không có có thể đột phá mạnh tường phòng ngự. Tiểu tử này, thật là ngưng đang nhị dai sao? Nếu không phải có thể cảm nhận được mạnh tường trên thân chiến ý, nhậm tiêu giao thậm chí muốn hoài nghi mạnh tường có phải là cũng cùng mình đồng dạng, là cái áp chế tu vi cao thủ. Rất tốt, cứ như vậy tiếp tục giữ vững, lại đỉnh mấy giây liền tốt mạnh tường đáy lòng, đã bắt đầu đến ngược. Nhưng đúng vào lúc này. Ken két. Vốn là trách nát không chịu nổi kiếm, đột nhiên phát ra không quá hữu hảo thanh âm. Mạnh tường cúi đầu nhìn lại, phát hiện của mình kiếm bởi vì qua cường lực lượng, thế mà lấy nhầm tiêu giao mũi kiếm vì điểm, chậm rãi mở rộng ra trạng nứt. Xong, kiếm này bất quá là sơ cấp linh kiếm, tính đẳng cấp, liền hoàn cấp pháp khí cũng không bằng. Giờ phút này bởi vì không chịu nổi nhậm tiêu giao chân nguyên, bắt đầu vỡ nát. Tuy nói nhậm tiêu giao không có có lợi dụng mình kiếm tính năng ưu thế, đem linh khí tính năng áp chế đến cùng sơ cấp linh kiếm giống nhau, nhưng dù sao có một chút là không cách nào áp chế. Đó chính là độ bền. Bất kể thế nào áp chế mình linh khí tính năng, linh khí bản thân độ bền đều không thể cùng pháp khí giống nhau mà nói, huống chi mạnh tường dùng kiếm, rác rưởi đến liền xưng là pháp khí cũng không đủ tư cách chỉ là một thanh dùng để thay đi bộ rác rưởi phi kiếm mà thôi. Mạnh tường cũng là miệng phát khổ, mình thanh này mượn tới rác rưởi kiếm thế mà trong bất tri bất giác cư nhưng đã không chịu nổi. Loãng xoảng. Quả nhiên. Bắt lấy cơ hội nhầm tiêu giao một tiếng quát lớn, phát ra thứ chín đoạn lực, mạnh tường trong tay rác rưởi kiếm lập tức vỡ thành một đống vô dụng mảnh vùng. Một kiếm này thực sự quá nhanh, đến mức mạnh tường căn bản không kịp giải khai mình phong ấn giải phóng lực lượng tự cứu. Hỏng bét, tính sai. Mắt thấy kiếm cách mình lòng ngực càng ngày càng gần, mạnh tượng con ngươi co rút lại. Thật tiếc núi. Hổ đà ba nói, trên mặt cũng lộ ra một tia tiếc hận. Đáng tiếc. Thật đáng tiếc a, à, ta còn thật thích tiểu tử này. Nói, hắn đã không muốn tiếp tục nhìn, quay người chuẩn bị rời sân. Nhưng mà... Ta hắn, tất làm sao lại bị thái kê xử lý? 3. Ngay tại hổ đà ba quay người một nháy mắt, phía sau trên nóc nhà, truyền đến trong trẻo tiếng vỗ tay. Hổ đà ba sững sờ, vội vàng quay đầu nhìn lại, ngược lại cùng phụ cận đệ tử đồng thời kinh hô lên. Mắt thấy bởi vì chính mình không có chú ý kiếm độ bền, sắp bị xử lý mạnh tường tại cái này cực kỳ nguy cấp thời khắc, tay không mà lên. Chấp tay hành lễ, ngạnh sinh sinh kẹp lấy cái này đoạt mệnh một kiếm. Tay không đoạt dao sắc liền nhầm tiêu dao đều sợ ngay người. cái này tu chân giả ở giữa tay không đoạt dao sắc, cùng phạm nhân ẩu đã tay không đoạt dao sắc thế nhưng là hai khái niệm. phạm nhân dùng chính là khí lực, tu chân giả thế nhưng là dùng chân nguyên, tốc độ ánh sáng độ chi kém liền đâu chỉ gấp trăm lần. càng không cần nhắc tới lực lượng cùng trên thân kiếm chân nguyên sẽ bài xích bàn tay, không phải ngươi nói đoạt liền đoạt. nói ngắn gọn. Nếu như phàm nhân tay không đoạt giao sắc tỷ lệ thành công là tại đường ném bóng ném rổ mệnh bên trong, như vậy, đồng cấp tu chân giả tay không đoạt giao sắc, độ khó không thua gì từ Paris tháp sắt trên đỉnh ném một viên anh đào, chính giữa trên đất một cái nho nhỏ chén trà. TS. Tứ tượng ngũ hành bát quái phong ấn đại trận tại tiên hiệp hệ bên trong là rất cao cấp đồ vật, bất quá tại mạnh tường trong tay cái đồ chơi này trở nên cùng phụ trọng bao các đồng dạng, cơ bản chỉ phái chút ít công dụng thuấn phát là dễ như trở bàn tay cho nên liền không nhiều miêu tả về phần tại sao muốn hạn chế mình thực lực bởi vì tiền văn sách tương đối ít vì phòng ngừa có người đọc sách không cẩn thận ta lặp lại lần nữa mạnh tường quá mạnh mạnh đến nhập vi đều không thể hạn chế cho nên đánh bay tam trưởng lão sau sợ hãi mình sẽ không cẩn thận một bàn tay sẽ đem đại lục đập nát cố ý cho mình hạ phong ấn muốn giải khai chỉ cần động cái suy nghĩ liền tốt còn có Mạnh tường có từ này đam mê, có đôi khi rõ ràng không có gặp nguy hiểm lại cố ý mình dọa mình tìm một chút kích thích. Chương 41 Gà bay trứng vỡ Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Đau quá a à? Tay không đoạt dao sắc, đây cũng không phải là đùa giỡn. Mạnh tường bởi vì sợ mình lúc nào không cẩn thận đập con rùi đem đại lục đập chìm, ngay tại ký túc xá vậy sẽ dùng 4 năm bát đại trận, cũng chính là tứ tượng ngũ hành bát quái phong ấn đại trận đến hạn chế tu vi của mình. Bảo trì tại ngưng đang nhị giai mạnh tường, cảm giác bàn tay của mình giống như tiếp không phải một chi kiếm, mà là một khối nung đỏ bàn ủi. Cảm giác nóng bỏng, cơ hồ muốn xé mở làn da. Cũng thua thiệt mạnh tường cơ sở cao, nếu như cứ để ngưng đang nhị giai tu chân giả dạ tới đón, coi như có thế tiếp vào cũng vô dụng, bàn tay sẽ tại tiếp xúc thân kiếm một nháy mắt, liền bị nhậm tiêu dao trên thân kiếm chân nguyên trực tiếp nghiền nát. Nhưng là, đau nhất về đau nhất, chỉ ít tiếp nhận. Đồng cấp tu chân giả tay không tiếp giao sắc, từ trên lý luận tới nói liền là không thể nào. Liền xem như đồng cấp, thật muốn đón đỡ, độ khó không thua gì để một cái hai tuổi tiểu hài tiếp được ti xong một kích toàn lực trọng quyền đồng thời vô hại. Nhưng mạnh tường làm được, cũng chứng minh mạnh tường thực lực chân thật vượt qua nhậm tiêu giao nhiều ít cái thứ nguyên bất quá cho dù tiếp vào, cũng là tương đương phí sức một sự kiện. Chấp tay hành lễ, khóa lại thân kiếm mạnh tường bị lực đạo này đẩy, bàn chân sẻn lấy ngói nóc nhà một đường vạch tới, cuối cùng đem nóc nhà khung câu đạp nát, mới miễn cưỡng ngừng lại ngược lại trượt tình thế. Dưới đài, một màn này đã sợ ngay người tất cả mọi người. Mới vừa rồi còn đang dễu cật A Sửu đệ tử, lập tức cảm thấy mình trên mặt giống như bị người ba ba quạt mấy cái cái tác đồng dạng, đau đớn vô cùng nếu như nói bách vạn đồ lục tốc độ quá nhanh, khó mà thấy rõ có hay không nhường, như vậy, một kiếm này, nhậm tiêu giao tụ lực thời gian dài như vậy, khẳng định không có nhường A. À. Kết quả, thế mà bị tay không đoạt giao sắc tiếp xuống rồi. Nhưng là, mạnh tường cũng không dễ chịu. Bàn tay tự như bị dao cạo râu vừa đi vừa về cắt chém, đau đớn vô cùng. Ta sắp không chịu được nữa. Kiếm lực đạo vẫn chưa xong, ngành sinh sinh hướng về phía trước chen lấn một cm cách lồng ngực đã chỉ có hạt gạo lớn như vậy điểm khoảng thời gian mạnh tường đã bắt đầu cân nhắc nếu như lực đạo này lại không trôi đi hết mình có thể muốn hơi tăng lên điểm tu vi nhưng như vậy bàn tính liền sẽ cua nước nóng lại nhìn nhậm tiêu dao kia bức mặt xoay thành một đoàn hiển nhiên là thật ra toàn lực ta nói ngươi hơi nhường một chút sẽ chết a à, cần phải nghiêm túc như vậy sao ngay tại mạnh tường phàn nàn thời điểm kiếm này lại hướng về phía trước vẽ một điểm a a a muốn chết muốn chết muốn chết mạnh tường cảm giác được mình lồng ngực làn da đã tiếp xúc đến mũi kiếm vội vàng kinh hô mạnh tường cái này nhậm tiêu dao chẳng những không có thu tay lại ngược lại chợt quát một tiếng càng đem hết toàn lực hướng về phía trước đâm tới ta nói ngươi không dứt ngươi đừng ép ta a à cúi đầu nhìn xem mình lồng ngực làn da chậm rãi lõm đi vào, không nghĩ tiếp xúc hạn chế bàn tính cua nước nóng. Lại không muốn bị người đâm một kiếm mạnh tường thật phát hỏa. Ta hắn, tất, bảo ngươi dừng tay ngươi điếc sao. Chợt quát một tiếng, bảo nổi mạnh tường nhất chân chính là một cước. Âm. Khí lãng nổ tung. Lần này, đừng nói vây xem đệ tử trưởng lão cùng A Sửu, liền hổ đà ba đều thấy choáng. Thanh liên long ngâm kiếm chân nguyên trong nháy mắt tán không, vừa rồi thiên địa biến sắc uy năng khoảnh khắc không còn sót lại chút gì. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn trước mắt mang này. Mạnh tường một cước, chính giữa nhậm tiêu dao giữa hai chân, đã cả người hắn đột ngột từ mặt đất mọc lên, hai cước huyền không cưỡi vượt tại mạnh tường trên bàn chân. Mạnh tường dưới tình thế cấp bách, trực tiếp cho nhậm tiêu dao tới một chiêu đoạn tử tuyệt tôn chân. Nhậm tiêu dao khuôn mặt giờ phút này nơi nào còn có kiếm thần tiêu sái và khí chất. Hai mắt cùng miệng, đã trương thành ba cái hình chữ o tự hồ còn không có ý thức được xảy ra chuyện gì Loãng xoảng một tiếng kiếm rơi trên mặt đất theo mạnh tường triệt hạ chân hắn hai chân hiện lên bên trong tám hình phù phù một hạ quỳ xuống ngay sau đó kia trương tiêu vẫy phi phạm gương mặt trong nháy mắt vặn vẹo út 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 tiêu dao che lấy trứng rổ tại chỗ lật ra phát ra cuồng loạn tiếng kêu thảm thiết toàn bộ mặt đều xoay thành một cái vòi nhăn viên giấy mạnh tường một cước này lực đạo thế nhưng là tương đương nặng. Nhậm tiêu giao cảm giác, mình trứng giống như bị đá đến yết hầu. Thiên thọ A, à, tông chủ đại nhân tuyệt hậu Á. Dưới đài nam đệ tử gặp nóc nhà xoay thành cái con tông nhậm tiêu giao, lập tức tập thể tê hít vào một ngụm khí lạnh, cảm đồng thân thụ bưng kín tiểu huynh đệ của mình. Một cước này, từ xúc cảm tới nói hẳn là chính trúng hồng tâm. Mạnh tường nhìn thấy, nhậm tiêu giao lăn trên mặt đất đến lăn đi, trên mặt biểu lộ hoàng mỹ thuyết minh giờ phút này cảm thụ sống không bằng chết ha 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 kinh hỷ hổ đà ba vỗ mạnh một cái đầu gối nhầm tiêu giao. ngươi thế mà đưa tại loại này vô lại trong tay cái này thật không thể trách ngươi ta cái này cấp bậc cao thủ làm sao dùng loại này hạ lưu chiêu số lại nói tiểu tử này tốt có ý tứ a à. dưới tình huống đó đều có thể lật bàn hèn hạ mấy người đệ tử thấy thế đối mạnh tường ánh mắt càng thêm chán ghét. Đã hán. Thế này sao lại là một cái đường đường chính chính tu chân giả sẽ dùng chiêu số? Không, cái này có thể tính chiêu số sao? Mới vừa rồi còn coi là mạnh tường có chút thực lực người, giờ phút này đối mạnh tường ấn tượng ngã vào đáy cốc. Nhất là nữ đệ tử, càng là yên lặng đem mạnh tường tính vào trong lòng sổ đen. Đối chiến kiếm thần, coi như bị giết cũng là một loại vinh hạnh, lại vì thắng mà dở trò lừa bịp sự xuất hèn hạ như vậy vô sĩ hạ lưu chiêu số, thật sự là một loại sĩ nhục. a à, út Ngô. Nhậm tiêu dao đau miệng đều kéo thành một cái dựng ngược u hình dạng. Ta. Ta trứng giống như không thấy. Nhậm tông chủ. Ngươi không sao chứ. Mạnh tường cũng ý thức được mình giống như đá dùng quá sức, liền vội vàng tiến lên nâng. Nhanh. Mau giúp ta sờ một chút, còn. Có hay không tại? Nhậm Tiêu Dao nơi nào có khí lực đứng dậy, chỉ mình phía dưới liên tục đau kêu. Mạnh Tường thấy thế, cũng là không khỏi nuốt nước miếng một cái. Mặc dù rất bài xích, nhưng ra ngoài ấy nấy, vẫn là sờ soạn hai lần. Nhậm tông chủ, không có việc gì, còn ở đây. Út. Út, vậy là tốt rồi. Nhậm Tiêu Dao tự hồ nhẹ nhàng thở ra. Mạnh Tường ân một hồi, nói bổ sung chính là giống như bẹp điểm có điểm giống trứng chần nước sôi bất quá ta nghĩ hẳn là còn có thể dùng a à, nghe nói như thế nhậm tiêu dao tại chỗ hai mắt lật một cái nếu không phải tu vi cao hận không thể một hơi cổng qua đi hiện trường lập tức phô thiên cái địa náo lên nhằm vào mạnh tường tiếng mắng chửi dày trứng gà đàm thậm chí cả có mấy cái nổi giận cuồng nhiệt đệ tử lột xuống quần cọc hướng mạnh tường đập tới Nhậm tiêu dao bỏ ra trọng trả hai phút thời gian, cái này mới khôi phục thái độ bình thường, miễn cưỡng đứng dậy, bất quá cũng vẫn như cũ hai chân phát trung, nơm nớp lo sợ. Vị diện này tu chân giả có cực mạnh tái sinh lực, tuy nói đau nhức muốn chết, nhưng lại muốn sinh hay là không có vấn đề gì. Trên đài, mạnh tường cũng là một mặt xấu hổ. Một cước kia, mạnh tường mình cũng cảm thấy dùng quá sức một chút. Nuốt nước miếng một cái, nhậm tiêu giao nội tâm là sụp đổ, nhưng dù sao cũng là kiếm thần, nói phải làm đi tất quả. Còn? Còn có chiêu thứ ba? Nhậm tiêu dao mềm hoặc nhặt lên kiếm, rung lẫy bẫy, triển khai tư thế. Mạnh tường giờ phút này cũng không biết nên làm cái gì biểu lộ tốt. Ông trời ơi, còn tới. Ta đều không có ý tứ cho ngươi thua, ngươi liền nghĩ một lát được không? Ta nhìn ngươi bây giờ liền cái hồ lô gà đều đâm bất tử, ngươi xác định còn muốn đến chiêu thứ ba chương 41.1 van cầu đề cử cùng cất giữ Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Ta hy vọng làm vinh dự độc giả có thể vì ta nâng nâng ý kiến tuy nói so với quyển sách trước, ta bản này học thông minh, lưu tám chương tồn cảo, nhưng ta gõ chữ cùng đổi mới đồng dạng nhanh, cho nên không thể tùy tiện ngừng bút, tồn cảo dùng một chương thiếu một chương. Ta hy vọng các vị lão thiết có thể nói thêm đề ý gặp A, à, ta cảm giác gần đây viết thật nhàm chán, không biết chỗ nào có vấn đề. Ta cho rằng nếu như có thể để cho độc giả tham dự vào đang sáng tác, mới có thể viết ra một bản sách hay, nếu có ý kiến, hy vọng có thể hướng ta sách ha. Tỷ như chỗ nào tương đối nhàm chán, hoặc là chỗ nào kịch bản để ngươi thất vọng, hoặc là chỗ nào tương đối tốt loại hình, đều có thể, chỗ bình luận truyện âm u đầy tử khí, để cho ta viết. Tốt không biết tốt chỗ nào, kém cũng không biết kém ở đâu. Tiên đế muốn từ chức, ta hy vọng làm vinh dự độc giả có thể vì ta nâng nâng ý kiến quyển sách đầu thứ nhất đại chủ tuyến muốn ra. Cho đến nay, tất cả phục bút đều chôn không sai biệt lắm, tự như ta quyển sách trước cổ đại ăn như thần, ta từ trước đến nay am hiểu bày ra phục bút, viết ra vượt xa bình thường quy kịch bản, còn xin các vị cho ta chút thời gian. Nhờ có trước đơn chương ta đã biết ta cái thứ nhất khuyết điểm, phục bút chôn quá sâu, dẫn đến chủ tuyến khả năng không quá minh xác bởi vì thường một bản có bị người nhã rảnh qua phục bút quá nhỏ bé án lệ ta bản thân liền có chôn sâu phục bút năng lực xem ra thật sự là không thể quá sâu cũng không thể quá nhỏ bé a à. đúng nhớ kỹ nhân vật chính bên trong thái cổ châu kia là tương đối trọng yếu đồ vật nhớ kỹ nhân vật chính mất đi thần cách đó cũng là tương đối trọng yếu đồ vật quyển sách này đi là chu thị hài kịch gió ta tin tưởng kịch bản sẽ để các ngươi hài lòng tiên đế muốn từ chức quyển sách đầu thứ nhất đại chủ tuyến muốn ra. Chương 42 Tuyệt chiêu Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Mạnh tường, tiếp chiêu đi. Nhậm tiêu dao gầm nhẹ một tiếng, giờ phút này đã từ mạnh tường bạo điểu thần giữa hai chân khôi phục lại, ngưng tụ chân nguyên phóng tới mạnh tường. Đáng chết! Mạnh tường thấy thế, cũng không khỏi mở ra tư thế, thể nội bốn năm bác đại trận đã hoàn toàn làm xong giải khai chuẩn bị cái này nhằm tiêu giao là nghiêm túc mạnh tường hiện tại không có pháp khí mình không gian trữ vật bên trong pháp khí tuy nhiều nhiều đến có thể để cho cửu trọng đại lục tất cả mọi người nhân thủ một thanh nhưng quy cách quá cao a à, ta pháp khí rác rưởi nhất đều là hoàng gia tiên khí a à. tại không có pháp khí tình huống dưới cho dù mạnh tường mạnh hơn cũng đoạn không có khả năng đón lấy cái này chiêu thứ ba pháp khí đối với tu chân giả thì tương đương với âm hưởng cùng bác quan hệ đồng dạng, có thể để cho tu chân giả phát huy ra cao hơn uy lực, nếu như không áp chế tu vi, không pháp khí liền không có cách nào khí, mạnh tường đánh ai cũng cùng dạng. Hiện tại cùng là ngưng đang nhị dai, nếu như không có pháp khí, coi như mạnh tường lại mảnh, một chiêu này cản lên tới vẫn là muốn hao chút công phu. Chỉ gặp kia nhậm tiêu giao rút kiếm liền múa, kiếm kia ảnh, chuyển tự như đóa đóa vòng ánh sáng, kiếm hoa liên tục dậm chân vọt lên, nhậm tiêu dao một chút bay đến giữa không trung, chậm rãi phóng tới mạnh tường. Không sai, là chậm rãi vọt tới. Đây không phải là thật chậm, mạnh tường nhìn minh bạch, một kiếm này như chậm thật nhanh, kiếm nhanh sợ là có thể cùng bách vạn đồ lục chống lại, lại có thể có ớt xanh. Ách không phải, thanh liên long ngâm kiếm bảy phần uy lực. Đây là thiên ngoại phi tiên. Lại nói nhậm tiêu giao còn có hậu chiêu sao? một chiêu này lợi hại. Hổ đà ba cũng không khỏi con mắt tỏa sáng. Tuy nói ta cùng nhậm tiêu giao nhận biết 5 năm, năm, đây cũng là cấp thấp kiếm thuật, nhưng ta chưa từng thấy qua, uy, đây là kiếm pháp gì. Hổ đà ba lấy cùi chỏ ủi ủi bên cạnh tam trưởng lão. Tam trưởng lão giờ phút này cũng là mặt mũi tràn đầy khẩn trương mồ hôi lạnh, nuốt nước miếng một cái, mờ mịt lắc đầu, chỉ có thể bị khuất hỏi bên cạnh đại trưởng lão. Đại trưởng lão, ngươi có hay không thấy qua cái này từ trên trời giáng xuống kiếm pháp? Đại trưởng lão một mặt chấn kinh, chất phát nói ra. Chẳng lẽ là thất truyền đã lâu như lai thần kiếm? Thần hắn tất như lai thần kiếm a, các ngươi chép lời kịch chép nghiện đi. Mạnh tường thính lực rất tốt, đối thoại của bọn họ nghe nhất thanh nhị sở. Nhưng là một kiếm này tuyệt đối không đơn giản. Mạnh tường mắt nhìn a sửu. Nếu như có thể mà nói. Thật không nghĩ tại tiểu tử này trước mặt đánh bại cha hắn a. À. Được rồi, tận khả năng cho ngươi lưu chút mặt mũi đi. Đối mặt tay đến một kiếm, tại cái này quyết tử trước mắt, Mạnh Tường hai mắt nhắm nghiền. Mạnh Tường phải nghiêm túc. nhằm tiêu giao, ngươi tu vi dù kém, nhưng tại ngươi ta đồng cấp tình huống dưới, ngươi thế mà có thể bức ta ra ba thành công lực, điểm ấy ta không thể không tán dương ngươi, nhưng là Dừng ở đây rồi nhấc lên chân nguyên, mạnh tường mặt niệm pháp quyết, chỉ một thoáng, kim quang bắt đầu như là một tầng khoát lên người sa y nổi lên. Giữa không trung nhậm tiêu giao thấy thế, cũng là kinh hải. Chiến ý nội liễm, không giống cái khác tân thủ tu chân giả đồng dạng, sẽ bốn phía tán loạn, không có một tia lãng phí bị trói buộc tại thể nội, lấy đậm đặc mà lại có thứ tự phương thức vận chuyển, đây là Nhập vi Chỉ là ngưng đang nhị dai, liền có thể làm được nhập vi sao? Nhớ ngày đó ta đến kim đang nhất giai mới miễn cưỡng học được chiêu này à Nhưng cái này Thật đúng là không phải nhập vi Vô lượng tiên pháp, pháp hóa vô lượng Vô lượng quy nhất, một tức vô lượng Thế này vạn vật, đều một chỗ hóa Đều không lượng bên trong, vô lượng đại đạo Theo vô lượng tiên pháp khẩu quyết ở trong lòng mặt niệm Bao khỏa thân thể kim quan dần dần biến mất Không phải là bởi vì mạnh tường trúc lui công mà là chân nguyên hoàn toàn bị trói buộc tại thể nội một tơ một hào cũng sẽ không tiếp tục tiết ra ngoài mặc dù mạnh tường đứng đấy như là phạm nhân nhưng giữa không trung kiếm thần rõ ràng cảm giác được trước mắt cái này đệ tử trên thân đạt được chín chậm rãi dâng lên một cổ cao không thể chạm cảm giác áp bách tu vi vẫn là ngưng đang nhị giai nhưng thực lực đã liền kim đan kỳ tu chân giả đều theo không kịp đây chính là mạnh tường bốn đại tuyệt chiêu một trong vô lượng tiên pháp đây không phải cái gì bách vạn đồ lục loại hình tính công kích pháp thuật đây là một loại có thể đem lực lượng kiềm chế cực điểm mạnh nhất công pháp mạnh tường tự sáng tạo công pháp cố nhiên cao khởi điểm công pháp thường thường muốn so thấp điểm xuất phát công pháp muốn tốt nhưng là cao khởi điểm công pháp cũng mang ý nghĩa cùng cấp độ cao tu chân giả vô duyên chờ tu vi cao về sau vẫn là phải đổi thành cao khởi điểm công pháp đây chính là cái gọi là thập toàn cửu mỹ thế gian này không tồn tại hoàng mỹ chi vật nhưng mạnh tường vô lượng tiên pháp chính là ngoại lệ. Đây là một bộ tìm tòi nghiên cứu vạn pháp bản nguyên công pháp, không có chiêu số, không có nội công, có chỉ là đối đạo hấp thu. Không có minh sát cảnh giới phân chia, chính là thân là người sáng tạo mạnh tường bản nhân cũng không có luyện tới cực điểm, bởi vì vô lượng tiên pháp, căn bản không có cực hạn. Nó có thể mức độ lớn nhất khai phát ra tu chân giả tiềm năng, trên lý luận tới nói, lấy mạnh tường cảnh giới, dù là tu vi áp chế ở ngưng đang nhị giai, thôi phát đến cực hạn, đều có thể cùng xuất khiếu kỳ tu chân giả chống lại. Đây cũng không phải là giống tiểu thuyết nhân vật chính như thế vượt cấp tìm ưu việc đơn giản như vậy, vô lượng tiên pháp, là có thể biến không thể thành có thể đến mạnh nhất pháp quyết. Bởi vì tu chân giới cùng tiên giới như vậy tham lam đức hạnh, mạnh tường chưa hề truyền thụ cho bất luận kẻ nào, thậm chí cũng không nguyện ý biểu diễn ra. Bây giờ, tại đồng tu vì cái gì tình huống dưới, Nhậm tiêu giao thế mà có thế bức mạnh tường dùng vô lượng tiên pháp, mặc dù là tu vi áp chế ở ngưng đang nhị giai tình huống dưới ba thành công lực, nhưng... Bản thân cái này cũng chứng minh nhậm tiêu giao bây giờ tu vi, không có một chút trình độ, là hoàn toàn xứng đáng nhân loại tộc đệ nhất. Tiểu tử này khí tràng không đồng dạng. Hổ đà ba ánh mắt có chút nheo lại, như lâm đại địch. Trước mắt cái này cái ngưng đang nhị giai đệ tử, đang tản ra có thể uy hiếp được khí tức của hắn ngưng đăng kỳ, uy hiếp được kim thân kỳ. Điều này có thể sao? Hổ đà ba lắc đầu, đem cái này hoang đường cảm giác xem như một loại ảo giác, vung ra đại não, lẳng lặng mà nhìn xem chuyện phát sinh kế tiếp. Mạnh đại ca. Cha. A sửu không biết nên giúp bên kia, trong thần sắc là khó cùng lo lắng, hai bên người nào thua hắn đều không vui, nhưng lại không nghĩ bất kỳ bên nào thắng. Tam trưởng lão cùng đại trưởng lão càng là nín hơi ngưng thần, liền nước bọt cũng không dám nuốt một ngụm. Tay đến một kiếm, gần trong gan tắc. Tuy nói cảm thấy sự uy hiếp mạnh mẽ, nhưng chiêu này đã không cách nào thu liễm. Kiếm chiêu, kiên kỵ nhất chính là lòng có dao động. Thân là kiếm thần nhậm tiêu dao làm sao lại không biết điểm ấy. Mặc kệ tình huống như thế nào, một kiếm này, ta đều sẽ xuất toàn lực. Nhậm tiêu dao không có có mơ tưởng, chỉ là giận dữ đem mình chân nguyên tăng lên tới cực hạn, một kiếm này, thề phải gỡ xuống mạnh tường đầu người. Mà cái này cực kỳ nguy cấp thời khắc, mạnh tường, cũng bạo nhưng mở hai mắt ra. Đại lục này có phát chiêu thời điểm hô chiêu số tên giới truyền thống đúng không? Tốt. Ta lần này liền tuân theo một chút cái này truyền thống. Vô lương. Ách không phải, vô lượng tiên pháp tầng thứ nhất thức thứ nhất. Hai tay nắm tay, mạnh tường hướng lui về phía sau mở một bước, tại mọi người ánh mắt mong chờ bên trong, mạnh tường đánh ra sông quyền. Chỉ một thoáng, sông quyền như sông long xuất hải, khí thế sắp xếp núi, nửa đường, càng làm cho người ta kinh ngạc chính là, cái này sông quyền thế mà đột nhiên hóa thành sông trảo. Tiếp xuống, hơn ba vạn người dưỡng tâm đạo trường, liền nghe được mạnh tường bạo rống chiêu số tên. Nhậm tiêu giao nghe xong, cũng là ngưng thần tụ khí, muốn biết mạnh tường muốn ra chiêu gì. Trảo mễ long trảo thủ. Cái gì? nhậm tiêu dao còn lấy vì lỗ tai mình có vấn đề, tiểu tử này hung ác như thế hung hãn khí thế dưới, đánh ra làm sao có thể là. Không đợi nhậm tiêu dao nghĩ xong, ngực đau đớn một hồi, đánh gãy suy nghĩ của hắn. Ba kiếp. A 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 Toàn bộ dưỡng tâm đạo trường trên không, bồi hồi lên nhậm tiêu dao cực kỳ bi thảm tiếng kêu. A a a, buông tay buông tay buông tay. Muốn bạo, thật muốn bị bóp nát a à? chương 43 có phục hay không bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com hô 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 Nhậm tiêu dao mồ hôi dầm về quỳ gối nóc nhà ánh mắt trống rỗng giống như tối hôm qua bị người rót hai bình pho chấm l -O -O về sau ngày thứ hai mới từ nhà khách trên giường tỉnh lại trượt chân thiếu nữ đồng dạng che lấy ngực trung lẫy bảy hắn là cái nam nhân a à? hắn là kiếm thần nhưng hắn là cái nam nhân a à. mạnh tường một chiêu trảo mễ long trảo thủ đem hắn lúc đầu tinh luyện cơ ngực lớn bắt giống sầu riêng đồng dạng sưng lên thật cao ngực quần áo càng là phá hai cái lỗ lớn che ngực nhậm tiêu giao giờ phút này bóng ma tâm lý diện tích thẳng bước ba thất hai sảnh hèn hạ vô sĩ kiếm thần đại nhân mau dậy đi vết cái này tiểu nhân vô sĩ ngươi làm bậy tử huyền môn đệ tử kiếm thần đại nhân đường đường chính chính cùng ngươi đánh đã cho ngươi cơ hội, ngươi thế mà nhiều lần sử dụng như thế dơ bẩn thủ đoạn. Dưới đài dưa hấu, quần cọc, trứng gà hung hăng hướng mạnh tường đập tới, nổi giận tử huyền môn đệ tử giờ phút này hận không thể xông lên đem mạnh tường chặt thành khối thịt cho nướng. Ha ha ha, tiểu tử này quả nhiên có ý tứ. Hổ đà ba vỗ đầu gối, cười giống đóa như hoa, không giống với không có lý trí tử huyền môn đệ tử hổ đà ba đối mạnh tường giờ phút này thưởng thức vô cùng đứng tại nóc nhà mạnh tường mang theo thăm tàn công cùng tên mỉm cười đẩy ra trên bờ vai di mụ bố đi hướng nhậm tiêu dao nhậm tông chủ ngài không có sao chứ ngươi ngươi đừng tới đây nhậm tiêu dao che ngực dọa như cái tam thất tử thấy được triều dương khu bác gái đồng dạng vừa bò vừa lăn về sau chuyển ta cảnh cáo ngươi có chuyện hảo hảo nói a à, liền đứng tại kia nói đem móng vuốt cũng thu lại. Nhậm tiêu giao, nhất đại kiếm thần, giờ phút này ngực tự như là đồ dưa hấu phía trên đập hai chia đôi trứng gà vỏ trứng đồng dạng. Mạnh tường lúc ấy lại muốn dùng sức chút, không phải đem hắn nhũ tuyến đều cho giật xuống đến không thể, có thể nghĩ là cái gì lực đạo. Tông chủ đại nhân, đa tạ, ta thắng sao? Mạnh tường chấp tay làm tập, có chút hữu lễ mà hỏi. Nhậm tiêu giao nuốt nước miếng một cái, ưng ực một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy đều là kiên kỵ hai chữ. Ngươi. Ngươi thắng. Đúng vậy a, à, hắn làm sao lại không phục. Người ta là kiếm thần, đã ngay trước trước mặt mọi người nói với ta nói phải làm đi tất quả, chính hắn liền nhất định phải tuân thủ câu nói này. Mạnh tường nhìn qua đại lục giảng sử, cũng biết đại lục này quy củ. Bởi vì tám tộc đại hội ký kết ngưng chiến hiệp nghị, toàn bộ cửu trọng đại lục đều rất hòa bình, hiện tại mặc dù các đại chủng tộc đều bình an vô sự, nhưng trên thực tế vụn trộm vẫn là có không ít ám toán. Nếu như nhậm tiêu giao là loại kia người nói không giữ lời, như vậy truyền đi, một chút muốn làm hắn người liền sẽ bắt lấy cái này ngạnh không thả, chỉ cần lại tạo ra điểm chứng cứ, coi như có độ tin cậy không cao, đồng dạng sẽ dẫn tới thế lực khắp nơi cùng công chi. Cho nên, mạnh tường mới mặc kệ nhậm tiêu giao nghĩ như thế nào, chỉ ít có thể khẳng định, nhậm tiêu giao tuyệt đối không dám nói không giữ lời. Huống chi, loại này thắng pháp, không thật là tốt sao? Dưới đài, ngoại trừ hổ đà ba cùng hai cái trưởng lão, không có một người đệ tử cho rằng mạnh tường là bằng thực lực chiến thắng. Bọn hắn cho rằng mạnh tường là ra ám chiêu mới cầm xuống trận chiến đấu này. Tốt các vị tất cả lui ra, các về các phòng ngủ đi. Cuối cùng, tại đại trưởng lão thúc giục dưới, các đệ tử lúc này mới tại tức giận bất bình bên trong dần dần tan cuộc. Hiện trường chỉ để lại hổ đà ba, nhậm tiêu giao, mạnh tường cùng hai vị trưởng lão, liền A Sửu đều bị tam trưởng lão phái người đưa trở về. Thế nào? Nhậm huynh, 50 năm đến lần thứ nhất bại trận là cái gì tư vị A? À? Hổ đà ba lấy cùi chỏ ủi cung cấp nhậm tiêu giao cánh tay, vui cười trêu ghẹo. Nhậm tiêu giao sắc mặt tái xanh, trận nhìn mạnh tường một chút, khôi phục tu vi chữa khỏi cơn ngực lớn thương thế. Bại liền bại, không lời nào để nói. Trong giọng nói, tràn đầy đều là không phục hôi chu vị. Bất quá xác thực, mạnh tường loại này thắng pháp vì nhậm tiêu giao lưu lại mặt mũi, tất cả mọi người cho rằng là mạnh tường ra ám chiêu thắng, không có một người đệ tử cho rằng nhậm tiêu giao thua. Nhậm tiêu giao vung tay lên, một trận lưu quan hiện lên, bị vồ nát quần áo khôi phục như lúc ban đầu, hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, đơn giản bình phục một chút tâm tính về sau, cái này mới khôi phục lúc trước kia thanh phong kiếm xương hình tượng. Đi theo ta. Lạnh nhạt nói một câu, nhầm tiêu giao ngay ở phía trước dẫn đường, mang theo mạnh tường, hổ đà ba cùng hai vị trưởng lão tiến về nội môn cao lớn nhất điện. Kiếm tâm điện. Nội môn kiếm tâm trong điện, nhậm tiêu giao ngồi nghiêm chỉnh, chén trà đóng khoan thai sát chén trà, cũng là rất có kiếm thần danh hào phải có tư thái. Mạnh tường, Ngươi tiếp ta ba chiêu, tuy nói chiêu thứ ba bị đánh gãy, dựa theo ước định, ta muốn thu ngươi làm nhập môn đệ tử, ngươi nguyện ý không? Nhậm Tiêu Giao trong ngữ điệu đã không có đối mạnh tường chán ghét. Đệ tử nghĩ như thế nào là đệ tử sự tình, làm vì một cái thường vị giả, Nhậm Tiêu Giao tuyệt đối là hợp cách, ngược lại sẽ không giống không kiến thức du côn lưu manh như thế có thù tất báo. Về phần nhập môn đệ tử nha. M M M M M M Tại sao ta cảm giác giống như có cái tiểu học nhà trẻ hài tử chạy tới đối ta một cái đại học bản khoa tốt nghiệp nói, muốn dạy ta kiểu chữ tiếng Anh biểu đâu? Mạnh tường, còn không mau tạ tạ tông chủ đại nhân đề bạc, có thể thành nhập môn đệ tử, nhưng là người bình thường ba đời đều tu không đến phúc khí A. À? Tam trưởng lão nghe nói, ngược lại kích động giống hút khí cười đồng dạng, thôi tán mạnh tường bái sư. Đúng vậy A, à, ngoại môn đệ tử vào nội môn, bồi dưỡng công lao về nội môn nhưng ngươi ngoại môn đệ tử nếu như trở thành tông chủ nhập môn đệ tử người tông chủ kia làm gì cũng muốn tỏ thái độ cái gì cái này có thể so sánh tham gia giao lưu đại hội muốn tốt hơn nhiều a à? mạnh tường chỉ là đứng đấy ánh mắt nhìn không được đi dò xét một bên hổ đà ba hổ đà ba tuy nói cũng ngồi không nói lời nào nhưng hắn vẫn lên chân bắt chéo không ngừng đối mạnh tường nhíu lông mày ân ừ, cái này hổ đà ba vừa ý ta ta là biết đến nhưng ta làm sao luôn cảm giác hắn gây gây lại nói ta thích chính là thú nương a à, không phải thú công huynh quý a à, thú nhân tộc công huynh quý cái này ba loại nguyên tố kết hợp với nhau đã cùng cầm thú không có khác nhau quá nhiều đi t trượt lúc này hổ đà ba còn liếm liếm đầu lưỡi dọa mạnh tường chấn động toàn thân liền vội vàng che cái mông lui về phía sau một bước ách tông chủ đại nhân hậu ái tại hạ nào dám từ chối ta nguyện ý bái ngài làm thầy không dám nhìn tới Hổ Đà Ba, mạnh tường vội vàng dùng chính sự đến phân tán mình lực chú ý. "Ừm, rất tốt." Nhậm Tiêu Dao nghe nói, ngược lại cũng mãn ý nhẹ gật đầu. Bái Nhậm Tiêu Dao làm sư phụ cũng không phải cái vấn đề lớn gì, dù sao đại lục này không ai ngăn được ta, trước hết trên miệng bái hắn một chút, sau đó nghĩ lúc nào đi liền lúc nào đi. Nhậm Tiêu Dao chợt nhìn về phía Tam trưởng lão. "Lưu Thiện Thư, đệ tử này là ngươi đào móc, rất có tiềm lực." ngươi không thể bỏ qua công lao có rảnh đi một chuyến nội môn phòng thu chi lĩnh một vạn đỉnh cấp linh thạch liền nói là ta đặt phê làm ngư ngoại môn dự trữ đi một vạn đỉnh cấp linh thạch lời này vừa nói ra tam trưởng lão lập tức phù phù một tiếng quỳ xuống quỳ bái tạ tông chủ đại nhân ban thưởng một vạn linh thạch a à, cái này nhưng đủ ngoại môn dùng tới nhiều năm tam trưởng lão cao hứng giống như trúng ta yêu một đầu trùng đồng dạng cảm kích mắt nhìn mạnh tường Ừm, ngươi lui ra đi vâng đệ tử lĩnh mệnh cứ như vậy tam trưởng lão cùng đại trưởng lão rời đi kiếm tâm trong điện chỉ còn lại có mạnh tường cùng hai đại cao thủ hiện trường lâm vào để cho người ta run rẩy yên tĩnh bên trong một lát vẫn là nhậm tiêu dao mở miệng trước mạnh tường ta còn đáp ứng ngươi chỉ cần ngươi có thể còn sống sót liền thỏa mãn ngươi một cái nguyện vọng ngươi có nguyện vọng gì, cứ nói đi. Hôm nay phiếu đề cử phá thiên liền tăng thêm một chương. Chương 44 Dụng rất tốt Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Mạnh tường nghe xong, thu liễm ngày xưa không đứng đắn đức hạnh, nhớ tới A Sửu cái này không có gì thiên phú, lại không may cực độ, nhưng Thủy chung tưởng tượng lấy tu chân đại đạo hai tử. Ta tại đại lục này, không có khả năng ngốc cả một đời, mà lại ta cùng hắn cũng không thân chẳng quen, chiếu cố hắn vẹn vẹn bởi vì nhìn hắn đáng thương mà thôi, ngày nào ta ngán, khả năng thực sẽ vứt bỏ hắn. So với ta, phụ thân hắn mới càng thích hợp chiếu cố hắn. Về phần chỗ tốt, nói thật, ta không gian trữ vật bên trong tùy tiện một cái bảo bối liền có thể mua xuống ngươi toàn bộ Tử Huyền Tông, ngươi có thể cho ta chỗ tốt gì? Tục ngữ nói người tốt làm đến cùng, đưa Phật đưa đến tay, chẳng bằng làm một chuyện tốt đi. Nghĩ tới đây, Mạnh Tường chắp tay cúi người, mở miệng nói. Bẩm tông chủ, ta đoạn thời gian trước nhận biết từ nhỏ, nếu như ta không có đoán sai, hắn có thể là con trai của ngài, nguyện vọng của ta là, ngài có thể cùng hắn gặp một lần, bất kể có phải hay không là con trai của ngài, đều xin ngài hảo hảo tài bồi hắn. Nhi tử Lời này vừa nói ra, Mạnh Tường dư quan thoáng nhìn, nhậm tiêu giao trong con ngươi hiện lên một vẻ kinh ngạc. Đây không phải chi tiết, mặc dù chỉ là trong nháy mắt, nhưng mạnh tường rõ ràng cảm giác được, nhậm tiêu giao nhịp tim tại nhi tử hai chữ lối ra đồng thời đều chậm hai nhịp. Chỉ gặp nhậm tiêu giao mặc dù cố giả bộ trấn định, nhưng cái trán lại thấm ra tinh mịn mồ hôi lạnh. Ngươi! Ngươi nói là! Nhi tử ta hắn! Còn sống! Nhậm tiêu giao thanh tuyến có chút phát run, mạnh tường rõ ràng ngửi thấy kinh ngạc hương vị, không, đây không phải là kinh ngạc, là hưng phấn xem ra thật có điểm manh mối nhậm tiêu dao cũng không còn cách nào giữ vững tỉnh táo ngươi ngươi nói là nhậm trung kiếm tiểu kiếm hắn còn sống nhậm trung kiếm mạnh tường sửng sốt hai giây mới phản ứng được thì ra là thế nếu như a sửu thật sự là nhậm tiêu giao nhi tử kia tên thật của hắn liền gọi nhậm trung kiếm nhậm huynh ngươi có nhi tử ta làm sao không nghe ngươi nhắc qua Hổ đà ba cũng là kinh hỷ vạn phần. Ta nói cho ngươi à, ngươi phải có nhi tử nhưng nhất định phải nhận ta làm cha nuôi à, lão tử nhất định truyền cho hắn thú nhân tộc tốt nhất pháp quyết. Nhậm tiêu giao nghe nói, có chút bất đắc dĩ cây đắng lắc đầu. Nhi tử ta năm tuổi năm đó liền đã chết, lúc đó, ta tại lưu ly trấn cưới một người thê tử, muốn rời khỏi giang hồ, hưởng thụ một đoạn thời gian an bình. Không nghĩ tới, ta kiếm nhi năm tuổi sinh nhật năm đó, nói muốn ăn thanh long quốc đế đô bánh ngọt. Ta đi suốt đêm hướng thanh long quốc vì hắn mua, trở về thời điểm, Lưu Ly trấn đã bị một mồi lửa đốt, nhi tử ta cũng mất tích. Qua nhiều năm như vậy, ta vẫn cho là Kiếm Nhi đã chết. Mạnh Tường. Nhậm Tiêu Dao có chút kích động vỗ cái ghế, đứng lên nói: "Vì cái gì ngươi không còn sớm nói cho ta?" Mạnh Tường cúi đầu nói: "Bởi vì hắn bây giờ đang ở Tử Huyền môn." là một ngoại môn đệ tử, hắn thiên tân vạn khổ gia nhập tử huyền môn chính là vì tìm ngươi, nhưng là... Hắn dù sao cũng là ngoại môn đệ tử, không có tư cách trực tiếp gặp ngươi, mà lại vạn nhất làm sai là tử tội, cho nên không dám tùy tiện cùng ngươi nhận nhau. Lời này nghe, nhậm tiêu giao kiên nguyên bản nguy nhưng bất động kiếm thân cũng không khỏi đung đưa. Mạnh tường làm như vậy cũng là nên. Dù sao còn không thể xác định A Sửu có phải là nhậm tiêu giao nhi tử, lại thêm, hiện tại A Sử chỉ là ngoại môn đệ tử, là không thể trực tiếp cùng tông chủ đối thoại, chỉ là tùy tiện thiệp mời, đều là một loại mạo phạm. Cho nên, Mạnh Tường mới có thể hạ nguyện vọng này. Bất kể có phải hay không là con của ngươi, đều xin hảo hảo bồi dưỡng hắn. Dạng này, coi như tính sai, A Sử cũng có thể được kiếm thần tại bồi, tiền đồ không lo. Mạnh Tường, truyền mệnh lệnh của ta, hiện tại liền dẫn hắn tới gặp ta nhậm tiêu giao kích động đã khó mà khắc chế, thanh tuyến đều đã trung rẩy. Mà mạnh tường chỉ là lắc lắc đầu nói. Tông chủ, hắn tính cách nhát gan, tu vi lại thấp, tùy tiện để hắn gặp ngươi, có thể sẽ hù đến hắn, mời cho ta một ngày thời gian, ta cho hắn làm một chút chuẩn bị tâm lý, tại giao lưu đại hội xét duyệt nghi thức trước sẽ đem hắn mang đến gặp ngươi. Nhậm tiêu giao nghe xong, cũng là như có điều suy nghĩ gật đầu, tự lẩm bẩm. Đúng, ngươi nói đúng được, hắn năm nay hẳn là mới 15 tuổi, chịu không được tràn diện lớn như vậy, ta cũng phải vì hắn chuẩn bị điểm làm vì phụ thân lễ vật. Suy nghĩ một lát, nhậm Tiêu Dao ngẩng đầu, mặt hướng Mạnh Tường. "Đã dạng này, Mạnh Tường ngươi nghi thức bái sư, liền đặt ở giao lưu đại hội về sau, cùng ta trở về tông môn sau lại nói, hiện tại ngươi tạm thời vẫn là làm ngươi ngoại môn thủ tịch, hậu thiên giao lưu đại hội xét duyệt nghi thức trước đem nhi tử ta mang đến, thẳng nếu thật là con ta, Ta không riêng sẽ tài bồi hắn, đối ngươi cũng trùng điệp có thưởng. Vâng, đệ tử lĩnh mệnh. Cứ như vậy, tiếp nhận cái này không tính nhiệm vụ nhiệm vụ, Mạnh Tường liền rời đi kiếm tâm điện. Đợi Mạnh Tường rời đi, trống rỗng kiếm tâm trong điện, hổ đà ba đổi cái chân vĩnh lên chân bắt chéo, lôi kéo làm quen nói ra. Ta liền nói tiểu tử này thật không tệ đi. Nhậm Tiêu giao tọa hạ cái ghế, bình phục một chút tâm cảnh, lãnh đạm uống hớp trà thiên phú thật là không tệ nhưng chúng ta ai không có trên trăm tuổi cái gì thiên tài chưa thấy qua cần phải ngạc nhiên sao đây cũng là hổ đà ba nhẹ gật đầu nhìn từ trên xuống dưới nhậm tiêu dao lại nói ngươi một mực đối thế gian vạn vật đều không có hứng thú không nghĩ tới thế mà lại đối con trai mình như thế có tình cảm xem ra ngươi cũng có thông nhân tính một mặt a à. lời này vừa nói ra nhậm tiêu dao trong tay xoa đóng động tác dừng một chút, ánh mắt có chút thu liễm. Ừm, bởi vì rất hữu dụng nha. Hữu dụng cái gì? Hổ đà ba lộ ra người da đen dấu chấm hỏi mặt. Nhậm tiêu dao bình tĩnh liếc qua hổ đà ba. Lại nói ngươi đệ tử còn bao lâu đến? Đệ tử ta. Hổ đà ba ngẩng đầu nghĩ nghĩ. Đại khái đêm mai đến. Theo kịp xét duyệt nghi thức A. Theo kịp là không có vấn đề, đến về sau ngươi an bài đi. Út. Nhậm tiêu giao lông mày nhíu lại, nhìn thẳng vào hổ đà ba. Ta an bài ngươi đệ tử. Nhìn ngươi bộ dáng này, giống như đối giao lưu đại hội không có hứng thú a. À. Giao lưu đại hội sao? Hổ đà ba sắc mặt có chút chìm xuống. Ngươi nói chính là. Thí luyện huyễn cảnh bên trong xuất hiện vật kia. Kia rốt cuộc là thật là giả còn chưa nhất định đâu. Mặc kệ là thật là giả, đây đều là chúng ta trở thành cửu trọng đại lục ba vạn năm đến vị thứ nhất phi thăng giả hy vọng. Nhậm tiêu giao buông xuống chén trà, trong con ngươi hiện lên một tia khát vọng. Khi phần bất diệt tính thần cách. Hổ đà ba hừ một tiếng, lắc đầu nói. Một bộ hoàn chỉnh thần cách từ hai mươi loại thần tính tạo thành, lần này huyển cảnh bên trong xuất hiện chính là bất diệt tính thần cách, căn bản không có phi thăng công năng, nghĩ muốn phi thăng cần chính là tự tại tính thần cách, đạt được bất diệt tính thì phải làm thế nào đây? Huống chi còn không biết là thật hay giả đâu. Nếu như là thật, kia đây chính là cửu trọng đại lục ba đã qua vạn năm phần thứ nhất thần cách. Ngươi không muốn, vậy ngươi đến ta tông môn làm gì? Nhậm tiêu giao có chút hiếu kỳ hỏi. Bởi vì ngươi đã đến. Hổ đà ba uống trà, thở phào nói. Ta đối lợi ích cái gì không có hứng thú, ta chỉ muốn cùng cường giả giao thủ, bởi vì ngươi đã đến, Ta muốn cùng ngươi đánh, cho nên ta liền đến, hiện tại đánh cũng đã đánh, chuyện khác ta liền mặc kệ, muốn thật nói còn có chuyện gì có thể gây nên ta hứng thú. Hổ đà ba nói, dừng một chút, mảnh chính ngồi xuống, thần thái bên trong bọc phát ra cùng nhiệt vẻ hưng phấn. Đó chính là hôm trước mai cốt địa cái kia đạo linh quan, ngươi cũng nhìn thấy A à, nếu như là hiện tượng tự nhiên còn tốt, nếu như là người làm. Ta thật muốn cùng dạng này cường giả đánh một trận A. À? hổ đà ba hưng phấn miệng bên trong đều bốc lên nóng lên, một thân tinh luyện cơ bắp cũng không khỏi phát run. Thật sao? Khi huyển cảnh giao cho ta, mai cốt địa sự tình liền giao cho ngươi tốt. Nói, nhậm tiêu giao lãnh đạm tựa lưng vào ghế ngồi thở một hơi dài nhẹ nhõm, khinh thường liếc qua hổ đà ba, dùng chỉ có mình nghe thấy thanh âm thì thầm một câu. Ngươi cũng dùng rất tốt. Chương 45 Bất tường chi thủy bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com ngươi ý của ngươi là ta ta ngày mai đi đi gặp ta cha a sửu cũng không biết là bởi vì quá hưng phấn hay là quá sợ hãi run có thể để cho nữ điểu ti đều đỏ mặt ừm mạnh tường đập khối linh thạch đến a sửu trong tay cầm khối linh thạch này bắt đầu từ ngày mai sớm một chút xuống núi đi thanh sơn trấn phiên chợ mua hai kiện ra dán quần áo dù sau mười năm qua lần thứ nhất gặp ngươi cha hình tượng phải chú ý điểm ta a sửu có chút không biết làm sao nhìn một chút linh thạch lại nhìn một chút mạnh tường trong mắt cảm động tràn đầy nước mắt hắn lau nhiệt lệ nói mạnh đại ca ngươi ngươi tại sao muốn giúp ta như vậy vấn đề này để mạnh tường có chút ra ngoài ý định tiểu tử này thế mà lại hỏi loại vấn đề này cái gọi là vô công bất thụ lộc a à sửu là cảm thấy mình thua thiệt mạnh tường tại sao phải giúp hắn vấn đề này mạnh tường mình cũng nói không rõ ràng thành thần trăm năm qua ta đã giúp rất nhiều người nhưng đều là nhất thời hưng khởi giúp một chút xíu như thế triệt để giúp một cái người thật đúng là là lần đầu tiên rõ ràng lần đầu tiên nhìn thấy tiểu tử này là rất phản cảm nhưng càng tiếp xúc càng cảm thấy tiểu tử này cùng ta hợp cảm giác tự như là đợi trước huynh để đồng dạng loại cảm giác này rất mãnh liệt nhất là trúng thái cổ châu về sau mạnh tường cảm giác mình giống như đối a sửu càng ngày càng để ý không phải cơ tình a à, tuyệt đối không phải cơ tình ta chơi gay cũng sẽ tìm đẹp trai một chút làm chỉ là đối tiểu tử này ngoại trừ thân thiết ta luôn cảm giác thật giống như ta thiếu hắn cái gì đồng dạng hiện tại đối trợ giúp của hắn là tại trả nợ đến tột cùng vì sao lại có loại cảm giác này? Mạnh tường mình cũng không biết. Đừng nghĩ nhiều như vậy, giao lưu đại hội xét duyệt lúc ta sẽ dẫn ngươi cùng cha ngươi nhận nhau, ta giúp ngươi, ngươi liền tiếp nhận, hiểu không? Mạnh tường hòa ái mà cười cười sờ lên đầu của hắn. Út! Biểu môi, A Sửu gật gật đầu, chợt đối mạnh tường thi triển một cái hồn nhiên ngây thơ tiếu dung. Mạnh đại ca, ngươi có rảnh không? Không rảnh ta gọi tam trưởng lão mua gà đi, thượng nội gà hầm khét. Kia! Chờ chút hầm gà thời điểm có thể dạy một chút ta sao? Ta thông bối quyền lại có tiến triển, muốn để ngươi xem một chút. Ê! Tốt à, không có vấn đề. Một bên khác, nội môn ngưng tâm trong điện. Két! Nặng nề cánh cổng kim loại bị đẩy ra, mực chân khí màu đen giống như bay hơi làm như băng dùng trong khe cửa tuôn ra. Lạch cạch! bóng loáng bàn chân đánh ra trên mặt đất, và dặn bóng người tại bước ra đại môn dây thứ nhất, liền phun trào ra màu đen chân nguyên. Cơ bắp đường công bên trong, thô bạo chiến ý tự như sói đói muốn ăn, nhảy lên tiết tấu nhịp đập. À, không nghĩ tới nhị trưởng lão ngài quỷ mạch thần thông lại có như thế kỳ hiệu, vẹn vẹn một ngày, ta liền có phân thần kỳ tu vi. Thật dài hô hấp bên trong, kéo theo chính là ô trọc khí thế, triệu thiên kiều tại đi ra ngoài sát na, máu đồng dạng uy áp liền càng quét toàn bộ ngưng tâm điện hô sau ra hai trưởng lão sắc mặt có chút mỏi mệt hắn có chút bất lực vịnh triệu thiên kiều nói quỷ mạch thần thông này là ta vu giáo bí mật bất truyền nếu không phải bất đắc dĩ ta cũng sẽ không truyền cho ngươi nói hắn thất tha thất theo hướng đi trước mặt trưởng lão ghế dựa thoát lực hắn trùng điệp ngồi xuống cái ghế đều bị ép có chút lay động nhị trưởng lão giờ phút này đã hao hết chân nguyên không nghỉ ngơi cái hai ba ngày là chậm không tới hắn bất lực lung lay đầu liền quay đầu khí lực đều không có dặn dò phía sau triệu thiên kiều nhớ kỹ ngươi được quỷ mạch thần thông chính là vu giáo người không có đường quay về có thể đi tại giao lưu trên đại hội giết mạnh tường lấy người khác tâm cho ta coi như không uổng công ta đối với ngươi một phen tài bồi triệu thiên kiều nắm tay nhìn một chút mình bành trướng cánh tay trong cơ thể hắn chân nguyên đã không thể so sánh nổi, nhưng chân nguyên lại tà khí mười phần, đã không còn là chính phái tu chân giả, ngược lại càng giống là đọa nhập ma đạo. Hắn ngẩng đầu, chậm rãi đến gần nhị trưởng lão, khóe miệng có chút câu lên. Có thể gia nhập Vu giáo là vinh hạnh của ta, nhưng nhị trưởng lão, ta có một chuyện không rõ, mong rằng chỉ giáo. Chuyện gì không rõ, cứ nói đừng ngại. Nhị trưởng lão mệt mỏi liền chén trà trong tay đều cầm không vững phát ra liên tiếp cùng cục âm thanh. Đã vu giáo cường đại như thế, vì sao còn muốn trốn đông trốn tây? Cái này tam giới đang lại là cái gì? Thế mà lại kinh động vu giáo, quỷ thác ngài chui vào tử huyền môn, hao phí thời gian 10 năm luyện chế. Ai? Nhị trưởng lão thở dài nói. Ngươi vừa mới nhập giáo, đây đều là cơ mật, nói không chừng, ngươi chỉ cần biết, chúng ta làm ra hết thảy, cũng là vì giải trừ đệ nhất đại lục phong ấn, để thần minh tộc lần nữa thống soái cửu trọng đại lục. Út! Nghe đến đó, Triệu Thiên Kiều đã đi tới nhị trưởng lão phía sau, hai tay chống ở nhị trưởng lão thành ghế, ánh mắt bên trong, sẽ qua một tia tham lam. Cái này tam giới đang đến tột cùng là cái gì? Thế mà trọng yếu như vậy? Cái này nói rất dài dòng A. Nhị trưởng lão nói ra. Tóm lại, cái này tam giới đang là duy nhất có thể khiến người ta phi thăng thành thần, ngưng tụ thần cách hy vọng, để nhất đại lục phong ấn, phải dùng thần cách mới có thể giải khai, vì thế, chúng ta vu giáo nhất định phải đạt được tam giới đan. Chỉ cần bị ta luyện ra, ta vu giáo đại giáo tông liền có thể thành tựu tiên vị, cửu trọng đại lục tận về hắn có, đến lúc đó, người ta đều là một cái công lớn A, à, thần minh tộc cũng sẽ không bạc đại chúng ta. Úc Triệu Thiên Kiều Tiếu Dung dần dần trở nên âm lãnh. Nói như vậy, cái này tam giới đang ăn vào, có thể để cho người ta trong nháy mắt thành tựu cái này ba vạn năm đến không người đạt thành chân thần lạc nhị trưởng lão nghe xong trong thần sắc lập tức toát ra nồng đậm tự hào kia là đương nhiên đây chính là lão phu bỏ qua lúc tu luyện ánh sáng hao phí cả đời trà khắp tất cả sự sách mới tìm được phương pháp nghe đến đó triệu thiên kiều đã không tiếp tục ẩn giấu mình vẻ tham lam thật sao vậy ta còn có một vấn đề cuối cùng vấn đề gì nhị trưởng lão tự hồ khôi phục chút vấn đề có chút yêu thương quay đầu nhìn lại nhưng mà nhìn thấy lại là triệu thiên kiều tự mình trong giới chỉ lấy ra một tấm màu đen phù triện đã cái này tam giới đang lợi hại như vậy ta tại sao muốn đưa nó hiến cho vu giáo đại giáo tông đâu nhị trưởng lão nghe xong chợt cảm thấy không thích hợp thiên kiều ngươi ngô không đợi nhị trưởng lão thuận mắt triệu thiên kiều một chưởng đem màu đen phù triện đánh vào hắn ngực trái trong chốc lát, hắc lôi càng quét, toàn bộ ngưng tâm điện sang nhà, lôi quang giống như đập lớn vỡ đê hắc vẫy ra. A a a a a a a a Nhị trưởng lão thống khổ kêu trên, cái trán gân xanh nổ tung, hai con ngươi tức thì bị màu đen sương mù bao phủ. Thiên kiều. Ta. Ta truyền cho ngươi thần công, ngươi. Ngươi thế mà. Phản bội ta. Vu giáo. Sẽ không để a a a a a a không cần một lát nhị trưởng lão dãy dụa âm thanh trở nên suy yếu kia màu đen như mực lôi điện cũng dần dần yên tĩnh xuống cuối cùng đợi hết thảy lắng lại nhị trưởng lão đầu rũ xuống như là bị người rút hồn phách đồng dạng bất lực đứng ở nơi đó không nhúc nhích chủ nhân có gì phân phó một lát nhị trưởng lão ngẩng đầu hai con ngươi hắc vụ rút đi ngốc trệ bộ dáng nghiễm nhiên như là một bộ con rối hư cái này khôi lỗi phù quả nhiên dụng tốt, không uổng công ta toàn 8 năm tích xúc mua xuống một trương. Triệu Thiên Kiều dễu cật vỗ vỗ nhị trưởng lão gương mặt, trong con ngươi là túc sát máu ý. Mạnh tường, ta mặc kệ ngươi là thế nào trốn qua thiết hồ truy sát, cũng mặc kệ ngươi là như thế nào tại ngưng đang nhị giai chiến thắng kiếm thần, ngươi chung quy là ngưng đang kỳ tu vi, ta đã đạt được thần tu vi, ngươi mạnh hơn cũng không phải là đối thủ của ta. Chờ ta lấy ngươi lòng người, luyện ra tam giới đan, ta chính là trên đời này người mạnh nhất. Hư hư. Ha ha ha. A ha 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 ha. Nghĩ tới đây, Triệu Thiên Kiều phát rồ điên cười lên. Ngưng tâm điện trên không, trong mây đen, nhảy lên bất tường điện quang. Đệ nhất đại lục. Hắc ám vô biên, vĩnh viễn không mặt trời, toàn bộ đệ nhất đại lục đều tự hồ ở vào hỗn độn sơ khai trạng thái. Mà như vậy một mảnh hỗn độn bên trong, đột nhiên, một đôi con mắt màu đỏ ngòm mở ra. Ngay sau đó, thứ hai đôi, thứ ba đôi, thứ tư đôi. Theo những ánh mắt này xuất hiện, toàn bộ đệ nhất đại lục bắt đầu rung chuyển nôn nóng. Đồng thời, từng cái tạp nhạp thanh âm, mang theo trang nghiêm khí tức vang lên. Vu giáo tam giới đang kế hoạch bị một tiểu nhân phá hủy. Tục sự thôi, nhân tộc người phụ trách sẽ xử lý. Ừm, kế hoạch vẫn như cũ đang trong quá trình tiến hành mạnh tích vọng cũng tới cửu trọng đại lục. Đúng, hắn tới. Hắn tới liền tốt. Hắn nhất định sẽ tới tìm chúng ta. Ba vạn năm rốt cục phải kết thúc. Chúng ta muốn. Báo thù. Đồ phu trại. Từ khi đạt được thích và xá lợi về sau, đồ phu trại giàu có rất nhiều. Nhìn lấy thủ hạ dựa vào linh thạch từng cái thoát ly trại, khiến hành lễ rời đi, A à, cổ trung cũng là vui mừng. Dù sao, làm sơn tặc cả ngày xuất sinh nhập tử, đầu buộc tại dây lưng quần thượng sinh hoạt, ai đều không thích, hiện tại có tiền, các huynh đệ có thể đi đường đại lục phát triển, đây cũng là một chuyện tốt. Toàn bộ đồ phu trại, sơn tặc một chút thiếu một nửa nhiều. A à, Cổ Trung nhìn xem các huynh đệ có thể được sống cuộc sống tốt, cũng từ đấy lòng cao hứng. Nhớ tới ngày đó mang đi A à Cổ cái kia gọi mạnh từ người, A à, Cổ Trung ngược lại đối với hắn ngược lại có chút cảm kích ta một tên sơn tặc sẽ cảm kích người khác xem ra ta thật mềm yếu rồi cười khổ lắc đầu a cổ trung cầm lấy chén trà chuẩn bị uống trà nhưng mà kết ba chén trà trong tay còn không có tới gần miệng đột nhiên vô duyên vô cớ vỡ vụn vô cớ nát chén tất có đại họa a cổ trung nhìn lấy chén trà trong tay mảnh vỡ vừa mới cũng không tệ lắm tâm tình dần dần trở nên âm trầm vượt qua tay đến xem bàn tay thế mà bị chén trà mảnh vỡ rạch ra một đầu vết thương nhỏ. ta nguyên anh tu vi sẽ bị chén trà mảnh vỡ quẹt làm bị thương. cái này sao có thể? trừ phi đây là lớn tai dấu hiệu. một cổ nồng đầm bất tường cảm giác thăng chạy lên não. a cổ a cổ trung phản ứng đầu tiên chính là hướng phía mấy ngàn cây số tại linh đạo sơn nhìn lại, lông mày có chút khóa gấp. chỉ mong là ảo giác đi chương 45 Cùng huynh đệ nhóm nói chuyện tâm tình ha Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Well, quyển sách này phát nhai nữa nha Thượng phân cường 5 giờ, cất giữ tốc độ tăng cực kém Đoán chừng lần này hẳn là hạn chót Chỉ sợ phân cường về sau lại không đề cử Bất quá không quan hệ, phát nhai liền phát nhai Ta quyển sách trước cũng là phát nhai nha Hoàn thành khẳng định không có vấn đề, quyển sách trước nhào thành chó ta y nguyên kiên trì viết xong. Nha, viết sách là giấc mộng của ta. Nhỏ vạn A, à, nghĩ thành thần nghĩ ghê gớm, phần này nguyện vọng mãnh liệt đến không riêng sẽ trời lúc trời tối nằm mơ, mỗi lần tỉnh lại trước hai phút thậm chí sẽ xuất hiện ảo giác. Sách của ta trong vòng một đêm nhiều mấy chục vạn cất giữ, hàng ngàn hàng vạn độc giả đều yêu tha thiết ta, sau đó. E m m m m m. Well, hiện thực là tàn khốc, cái này không có cách, ảo tưởng về ảo tưởng, ta vẫn là có thế phân rõ hiện thực. Thất nguyên thiện là ta 13 năm cấu tứ đến nay kế hoạch, thông qua bảy vị tính cách khác lạ, đều có thiếu hụt nhân vật chính, đến trình bày lòng người tội ác, đồng thời cũng dùng bảy vị nhân vật chính đến chiến thắng phần này tội ác. Ta đã chịu đủ hiện nay văn học mạng đối với phụ năng lượng trình bày. Lấy cừu hận vì chèo chống. Lấy giết chóc vì chính nghĩa. Lấy bản thân làm trung tâm đây là một loại cực đoan biến thái ý nghĩ có người sẽ nói đây chính là thoải mái mà ta hồi phục là cái này cùng thoải mái có cái trứng quan hệ vì cái gì chính năng lượng tình tiết liền không thể thoải mái đâu thế là ta liền lấy cái này làm cơ sở ấn mở bắt đầu viết sách ta một mực ý đồ đi tìm như thế nào đem thoải mái khôi hài hòa thanh chính tam quan dung hợp được ta cũng biết đây là một đầu phi thường gian nan tu la chi đạo. Nhưng mà ta một mực đang nỗ lực thử nghiệm các loại khả năng, nhưng dù là bảy bản sách đều phát nhai, ta cũng sẽ không đem tam quan vứt bỏ. Ta không thể vì tiền tài mà đi viết ta không yêu đồ vật. Ta là rất muốn trở thành thần, thậm chí tại thất nguyên thiện bên trong, thần đều là ta cá nhân hóa thân, nhưng ta còn không có ngu xuẩn đến cho là mình nhất định có thể thành thần. Cái này cùng nó nói là ta tại hướng thần cố gắng, đến không bằng nói là tại thông qua viết mấy bản này sách đến tìm kiếm một phần bản thân cứu rỗi. Bởi vì ta cuộc sống thực tế, cũng là bởi vì ta quá mức ngay thẳng, thờ phụng thiện ác có báo, mà qua rất kém cỏi, vô luận là vật chất thường vẫn là trên tinh thần. Đương nhiên ta trong hiện thực sự tình cụ thể cũng không nhắc lại. Làm bạn đến nay các độc giả, ta muốn nói một câu cảm ơn, sau này nếu như các ngươi có thể tiếp tục làm bạn ta cùng nhân vật chính của ta nhóm, ta tự nhiên vô cùng cảm kích, nếu như cảm giác không được nhìn, rời đi, về sau hữu duyên nhìn thấy ta sách khác, ta cũng hoan nghênh ngươi trở về. Một mực làm bạn ta các độc giả, ta sẽ ta tận hết khả năng, cho các ngươi tiếp tục hiện ra cái này cửu trọng đại lục, biểu hiện ra thất nguyên thiện khởi nguyên. Về phần tại sao muốn phát bản này đơn chương? M.M.M.M. bởi vì ta phát nhai tâm ta đau nhất nha, không phát không thoải mái tư cơ. Trở lên. Chương 46 Thái Cổ Châu Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Ta gặp qua hứa nhiều chiến sĩ trẻ tuổi, bọn hắn vốn có thể cưới một cái mỹ lệ thê tử. Có thể hưởng thụ hòa bình. Có thể có tốt hơn tiền đồ cùng tương lai, nhưng bọn hắn lại sẽ không còn được gặp lại. Ta sẽ trở lại. Tại ta trở về trước, suy nghĩ thật kỹ là cái gì, nên làm chính là cái gì. Mà lần sau, ta sẽ không lại cho các ngươi cơ sẻ a a a hơn nửa đêm mạnh tường từ trên giường giống lò xo đồng dạng bật dậy một tay đã tiến vào mình không gian trữ vật tùy thời chuẩn bị chiến đấu nhưng mà sững sờ mấy giây cái này mới hồi phục tinh thần lại nguyên lai chỉ là giấc mộng nam kha lại là mộng sao ngô miệng lớn thở hào hển kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người mạnh tường đột nhiên cảm giác ngực một trận quặn đau không khỏi ngồi sống người xuống lại là loại cảm giác này từ khi trúng cái kia thái cổ châu mạnh tường mỗi đêm đều sẽ làm cùng loại mộng lờ mờ bầu trời mây đen bày biện ra máu đồng dạng màu đỏ mặt trời vật này tựa hồ chưa từng có tồn tại qua thế giới vĩnh viễn phiêu đản bông tuyết nhưng đây không phải là băng mà là tro tàn liền như tuyết thánh khiết nhưng nếu bắt lấy một mảnh nhẹ nhàng xoa nắng lại phát hiện đây chẳng qua là một đống ô trọc thế giới kia vĩnh viễn quanh quẩn không cách nào tản ra tuyệt vọng. Hết thảy, đều là từ đó Thái Cổ Châu sau mới bắt đầu. A Sửu còn đang ngủ say, mạnh tường nhìn đồng hồ. Giờ dần ba khắc. Đây rốt cuộc là cái gì? Đã không cách nào chìm vào giấc ngủ mạnh tường dứt khoát một chút lên lờ mờ ngọn đèn, ngồi tại trước bàn sách, từ không gian trữ vật bên trong lấy ra Thái Cổ Châu tinh tế dò xét. Thái Cổ Châu vẫn là như thế, ống ánh sáng long lanh, tản ra như hoàng kim quan trạch, một chút xíu ánh sáng yếu ớt, đều có thể bị hắn chiếc xạ ống ánh dị thương. Vô luận mạnh tường làm cái gì, rót vào chân nguyên cũng tốt, nện nó cũng tốt, mắng nó cũng tốt, thứ này từ đầu đến cuối cùng cái khác tử vật không khác, không có bất kỳ phản ứng nào. Giống như ngoại trừ tương đối cứng trắng bên ngoài không có bất kỳ cái gì chỗ đặc biệt. Đại thần, làm sao vậy, không ngủ sao? Lúc này, Lăng Nguyệt Nguyệt từ cái bóng bên trong nổi lên, xoa nhập nhẹm mắt buồn ngủ. Nàng từ mai cốt địa ra về sau, làm việc và nghỉ ngơi cũng biến thành cùng nhân loại đồng dạng. Mai cốt địa lúc, nàng ban ngày không thể đi ra, cho nên chỉ có thể ban ngày đi ngủ, ban đêm tỉnh dậy, bị ép làm con mèo đêm. Hiện tại có mạnh tường chân nguyên cung cấp, nàng tự nhiên cũng khôi phục nhân loại nên có làm việc và nghỉ ngơi. Về phần tại sao nàng đều kim thân cửu dai, lại cần giấc ngủ. Bản thân nàng giải thích là, nàng nhân loại thời kỳ hoàn toàn chính xác đã tích cốc, nhưng thân là chiến hồn nạn, mỗi ngày nhất định phải có bốn cái canh giờ ẩn nút, dạng này mới có thể bảo trì lý trí của mình sẽ không cùng cái khác chiến hồn đồng dạng không có. Giờ phút này lăng nguyệt nguyệt, xuyên một thân tử sắc khắc hoa ren bên cạnh áo ngủ, có chút thiếp thân, bông tuyết hai chân tại ánh nến chiếu rọi, chiếc xạ ngọc thô cảm nhận. Nàng xoa mắt buồn ngủ, một tay khoác lên mạnh tường trên vai, tiến lên trước dò xét mạnh tường trong tay Thái Cổ Châu. Ừm. Đây không phải Thái Cổ Châu sao? Mạnh tường sững sờ. Ngươi biết đây là cái gì? Nghiêng đầu nhìn về phía Lăng Nguyệt Nguyệt, mạnh tường kinh hỉ ánh mắt một chút biến thành mắt cá chết. Chỉ gặp Lăng Nguyệt Nguyệt cái này mỹ nhân tuyệt thế, chính lôi kéo cái cầm, miệng môi dưới bao lấy răng, trận trắng mắt, tại dùng trống không một cái tay đào cứt mũi. Cái kia. Đại tỷ, Hơi hàm xúc điểm có được hay không? Mạnh Tường không khỏi nuốt nước miếng một cái. Hàm xúc cái gì? Lăng Nguyệt Nguyệt bắn bay một đống con ruồi lớn cứt mũi, sau đó lại bắt đầu đào. "Ê, nói thế nào ngươi cũng là cái nữ, không muốn trước mặt người khác đào cứt mũi a." À. "Đào cứt mũi thế nào? Ngươi không có cứt mũi. Cái đồ chơi này là trong không khí cho bụi ngưng kết, tích cốc cũng tích không xong cứt mũi a, à. cái này không có cách nào" không ta nói là ngươi chú ý điểm hình tượng a à? hình tượng quên đi thôi ta khi còn sống mỗi ngày chú ý hình tượng có khối cứt mũi cũng không dám trước mặt người khác đào ta chết đi tốt xấu để cho ta tùy ý điểm nha mà lại đại thần ta là tín nhiệm ngươi mới ở trước mặt ngươi tùy tiện như vậy tín nhiệm ta mạnh tường trên trán toát ra cái thật to dấu chấm hỏi tín nhiệm ta cái gì lăng nguyệt nguyệt kéo cái băng tọa hạ nhếch lên mượt mà chân, chụp lấy cứt mũi nói. Ta rất xinh đẹp, điểm ấy ta nên cũng biết, chỉ sợ ta so đại đa số nữ nhân đều xinh đẹp, nhưng người biết làm mỹ nữ chỗ xấu à. Uy, ta hỏi ngươi lời nói đâu? Cả ngày bị một đám người chú ý, tắm rửa muốn lo lắng có người hay không nhìn lén, thả cái rắm liền sẽ có một ban nam nhân đụng lên đến ngửi, ta là nữ nhân trước đó, thế nhưng là một người a. À. Một đám người cả ngày đối ta ôm kỳ quái ảo tưởng, ảo tưởng ta toàn thân đều là ngọt, trọng ta thiếp thân quần áo đi liếm, thật sự là đủ rồi, ta có lần ăn xong đồ vật, giác răng, không có cây tâm liền dùng móng tay loại bỏ, kết quả, bị người thấy được. Đám kia nam nhân liền cho ta truyền ba bốn tháng, còn nói ta xỉ răng rất dễ nhìn rất dễ nhìn, muốn ăn ta răng phân cái gì? Có biết hay không ta làm người trong cuộc là cái gì cảm thụ a? À? Cũng liền ở tại đại thần bên cạnh ngươi thời điểm, ta cảm giác tự tại điểm, mặc dù ngươi thật hung nhưng ngươi sẽ không giống dùng xuống năm nhân ánh mắt nhìn ta nói đến đây lăng nguyệt nguyệt đối mạnh tường lộ ra một cái mỉm cười ngọt ngào mà mạnh tường cho nàng đáp lại là hai mắt hiếp thành một đường cơ hồ cùng miệng song song không sai biệt lắm chính là như vậy này nương môn là đối ta biểu đạt hảo cảm sao là có thể hay không đừng một bên nói một bên đào cứt mũi ta nhìn thật buồn nôn a à ngươi có biết hay không ta vì cái gì không cần xuống nam nhân ánh mắt nhìn ngươi? Đúng, ngươi là rất xinh đẹp, ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi ta liền thích ngươi, nhưng thẳng đến ta phát hiện ngươi là thiểu năng. Ngươi để cho ta làm sao đối một cái thiểu năng sinh ra phương diện kia ý nghĩ. Mạnh tường có lần vụng trọng xích lại gần lăng nguyệt nguyệt phía sau, ngửi tóc nàng cùng cổ hương vị. Dưới tình huống bình thường, chỉ cần có chút tư sắc, mạnh tường ngửi khẳng định sẽ có phản ứng, có thể nghe lăng nguyệt nguyệt lại một điểm phản ứng đều không có cảm giác tự như ngửi một con chó đồng dạng liền loại này thiểu năng coi như toàn bộ cởi xuống ta cũng sẽ không có phản ứng a à, thật nếu để cho ta có phản ứng em làm gì cũng phải thượng băng dáng cá nhân a à. được rồi ngươi muốn đào liền đào đi nhưng ta cảnh cáo ngươi a à, ngươi muốn bắn trên người ta ta liền đem ngươi ca thành bốn cái nải lăng nguyệt nguyệt nghe xong liền vội vàng che cấp dê ngực, dọa không còn dám đào. Nói chuyện phím dừng ở đây, mạnh tường nắm vuốt thái cổ châu, đưa gần cho lăng nguyệt nguyệt nhìn. Lại nói ngươi vừa nói ngươi biết thứ này. Đây là cái gì? Lăng nguyệt nguyệt gật gật đầu, biểu môi nói. Đây là thái cổ thần cách. Thái cổ thần cách. Mạnh tường khẽ châu mày, lặng lặng nghe nàng nói. Lăng Nguyệt Nguyệt giờ phút này dông dài điểm ấy ngược lại phát huy vừa đúng, giải thích phi thường kỹ càng lúc trước lăng nguyệt nguyệt đã từng đi thứ tư đại lục anh linh tộc bên kia làm qua ước chừng nửa năm giao lưu sinh bởi vì anh linh tộc là tuổi thọ dài nhất chủng tộc cho nên nghe nói bọn hắn biết thái cổ đại chiến bộ phận bí mật đương nhiên anh linh tộc không nguyện ý công khai lăng nguyệt nguyệt tại trong tiệm sách một lần tình cờ tìm tới một bản có thể là anh linh tộc lịch sử bộ môn bày sai bày ra tại công cộng bộ môn cổ thư phía trên liền viết cái này thái cổ châu là cái gì Thái Cổ Châu, chính là cửu trọng đại lục để lại cuối cùng một phần thần cách tàn phiến, có 99 phần. Nghe nói, năm đó Thái Cổ Đại Chiến, nhân loại yếu nhất, lúc ấy xuất hiện ba vị anh hùng, cụ thể ba vị này anh hùng làm qua cái gì, Lăng Nguyệt Nguyệt chưa kịp nhìn. Cái này Thái Cổ Châu, chính là vị cuối cùng anh hùng tại qua đời trước lưu lại di vật, cấu tạo, nguyên lý, phù văn kết cấu, liền xem như tri thức uyên bác nhất anh linh tộc đều không thể phân tích duy nhất biết đến là, cái này thái cổ châu hết thảy có 99 khỏa, mà lại, cái này thái cổ châu đối với tu chân giả mà nói là kịch độc. Vẹn vẹn tiếp xúc, liền có thể gây nên to lớn bài xích phản ứng, cuối cùng há lại chỉ có từng đó là bị xích lôi đánh chết, liền hồn phách đều sẽ chôn vùi rơi, là một loại cực kỳ nguy hiểm đồ vật. Bởi vì không cách nào phân tích, lại có như vậy kịch độc, cho nên mặc dù số lượng thưa thớt, nhưng giá trị lại không cao thế lực khắp nơi sẽ không đi tranh đoạt, chỉ cần có một hai khỏa dùng để chuẩn bị bất cứ tình huống nào là được, mà lại, bình thường chỉ có tiểu môn phái mới có thể trữ hàng Thái Cổ Châu. Hiện tại nắm giữ Thái Cổ Châu nhiều nhất thế lực là đồ phu trại, nắm giữ 29 khỏa Thái Cổ Châu. Kịch độc sao? Mạnh tường nhìn trong tay Thái Cổ Châu, không khỏi đối thứ này sinh ra hiếu kỳ. Nhất là mình trúng một lần về sau, thường thường liền sẽ làm một chút giấc mơ kỳ quái nói trở lại lăng nguyệt nguyệt hiếu kỳ đụng lên đến hỏi thứ này chạm vào tức tử chiến hồn đều không ngoại lệ đại thần ngươi trúng qua một lần không chết chính là kỳ tích vì cái gì ngươi bây giờ cầm trên tay sẽ không có việc gì đâu ách mạnh tường sững sờ ách ta trúng qua một lần hẳn là vô hiệu đi làm sao có thể lăng nguyệt nguyệt chớp xinh đẹp con mắt nói thứ này nhưng không có bị thích ứng thuyết pháp này vô luận dùng mấy lần hiệu quả cũng sẽ không biến theo lý thuyết người như thế buông tay bên trên chính là có một trăm đầu mệnh đều đã không có thật sao ta không có cảm giác đặc biệt gì liền lần thứ nhất trúng thời điểm nhất đầu một trận hiện tại đụng đều không có phản ứng gì được rồi mặc kệ mạnh tường nhún nhún vai cuối cùng vẫn là đem thái cổ châu thu vào sau đó là giao lưu đại hội ta muốn đem có thể làm sự tình đều làm, nguyệt nguyệt, ngươi chuẩn bị một chút đi, ta dẫn ngươi đi gặp mùi mùi của ngươi. Chương 47 Các ngươi là tỷ mùi sao? Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Ngày thứ hai A sửu bên kia đã giao phó xong, cũng là không vội mà dẫn hắn đi gặp nhậm tiêu giao, dù sao xét duyệt đại hội muốn xế chiều ngày mai mới bắt đầu, ngày mai lại dẫn hắn đi cũng giống vậy. Mạnh Tường chuẩn bị hôm nay mang Lăng Nguyệt Nguyệt đi tìm Lăng Tuyết Nhi. Dù sao cũng không thể để cái này móc phân nữ hài chờ quá lâu. Vừa lúc, hôm nay là trời đầy mây, Lăng Nguyệt Nguyệt không thể bị ánh nắng thẳng phơi, cũng là có thể hiện hình. Ngươi nhìn, chính là hắn, cùng tông chủ đại nhân luận võ còn dở trò lừa bịp tra ám chiêu. Hèn hạ. Có nhục sư môn, còn ngoại môn thủ tịch đâu. Không có việc gì, tam trưởng lão cầm tới dược liệu chờ chúng ta tu vi đi lên cùng một chỗ đánh hắn mấy cái đi ngang qua ngoại môn đệ tử cho là mình nói rất nhỏ giọng nhưng đều bị mạnh tường nghe nhất thanh nhị sở đại thần bọn hắn quá mức ta đi giáo huấn bọn hắn một chút lăng nguyệt nguyệt nghe đến đó đã kìm nén không được muốn thực thể hóa đi giáo huấn một chút cái này ba bốn người đệ tử ai 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 tính toán a à, ta đều không có sinh khí người gấp cái rắm hoàng đế không vội thái giám gấp mạnh tường liền vội vàng che tay ổ không cho nàng ra cái này khiến lăng nguyệt nguyệt khí thanh âm đều phát run hắn bọn hắn cũng bởi vì ngươi thắng tông chủ tông chủ mới ban thưởng tam trưởng lão bọn hắn mới có tài nguyên tu luyện đây đều là ngươi công lao làm sao đều bạch nhãn lan đâu ngươi thói hư tật xấu nha không có cách nào cho hắn nhiều hắn cảm thấy nên được sau đó ngươi chỉ cần hơi để hắn có chút bất mãn ý hắn liền sẽ đem ngươi mang tới tốt lắm chỗ quên không còn một mảnh. Mạnh tường buông tay biểu thị không quan trọng. Lăng Nguyệt Nguyệt nghe xong, ngược lại gấp. Vậy thì càng hẳn là giáo huấn bọn hắn. Ta nói ngươi liền yên tĩnh đi. Mạnh tường không nhịn được gãi đầu. Ngoài môn 28.000 người đâu, ta từng cái giáo huấn quá khứ. Dạy dỗ bọn hắn liền sẽ hiểu được người loại sinh vật này chính là tiện vô dụng bớt lo một chút đi ta lăng nguyệt nguyệt còn muốn nói điều gì chán ghét một hồi lâu cuối cùng vẫn là giữ yên lặng không nói ra cũng là bởi vì mạnh tường dùng đá tiểu đệ cùng long trảo thủ tất cả ngoại môn đệ tử đều không phục mạnh tường thắng lợi phàm là đi ngang qua đệ tử nhao nhao quăng tới xem thường ánh mắt mạnh tường ngược lại là không có chút nào để ý đi trên đường không tim không phổi khẽ hát lão tử tại tiên giới thời điểm bị 8 triệu người xa lánh đâu cái này tử huyền môn chỉ là ba vạn người tới tính cộng mau. không phục không phục có bản lĩnh đến đánh ta a à, đến đánh ta nha cậu ngược thỉnh giáo làm người không phải liền kìm nén có tức hay không a à, các ngươi khí liên quan ta cái rắm a à, ta lại không có làm chuyện gì thương thiên hại lý lăng nguyệt nguyệt nhìn xem mạnh tường tâm tình thật tốt dáng vẻ vẫn không khỏi toát ra một tia đau lòng bởi vì nàng có thể nhìn thấy, mạnh tường mỉm cười phía sau, ẩn giấu đi chính là vẻ mơ hồ. Nghèo túng. Đến. Đi vào lúc trước vào nhầm kia nhà vệ sinh trước, mạnh tường chỉ chỉ phía trước 5-60 mét có hơn nhà vệ sinh. Lăng nguyệt nguyệt từ mạnh tường trong lỗ tai lộ ra đầu, nhìn thấy, chính là cửa nhà vệ sinh, từng muỗng từng muỗng đem phân và nước tiểu vất lên xe chở phân lăng tuyết nhi. Ngoại môn rất lâu không ai đột phá ngưng đang ngủ dai, các đệ tử cũng không thể tích cốc cho nên xí khiết viên công việc phá lệ nặng nề đầu mùa đông trời đầy mây hàng phong trận trận lăng tuyết nhi lại nóng ứa ra nhiệt khí mồ hôi ướt đẫm nàng không tính da thịt trắng nõn trong ánh mắt không có một tia đối với ngày mai chờ mong tuyết nhi nhìn xem muội muội mình làm lấy loại công việc này lăng nguyệt nguyệt thanh tuyến có chút nghẹn ngào còn chờ cái gì đi a à? mạnh tường thúc giục một tiếng ta vẫn muốn gặp mùi mùi mình lăng nguyệt nguyệt hiện tại thật gặp được lại lại không dám hiện thân nàng do dự hồi lâu nhất sau nói ra trở về đi đại thần có thể liếc nhìn nàng một cái ta liền rất thỏa mãn mạnh tường lông mày nhíu lại không đi gặp nàng sao là ta hại nàng luân lạc tới cái này tình cảnh ta không mặt mũi gặp nàng lăng nguyệt nguyệt thanh âm bên trong tràn đầy đối lăng tuyết nhi ấy nấy cái này có quan hệ gì tới ngươi? Là ta vì tu luyện, không để ý đến trước kia nhà, không để ý đến nàng. Vậy ngươi không nghĩ đền bù sao? Ta có thể đền bù cái gì? Ta hiện tại chỉ là cái chiến hồn, không phải người. Nhưng nàng muốn gặp ngươi, nhưng ta không mặt mũi gặp nàng. Thật sao? Đơn giản đối thoại dừng ở đây. Mạnh Tường nhìn về phía Lăng Nguyệt Nguyệt, chỉ gặp nàng chống đỡ thì dùng tương đối sạch sẽ cánh tay xóa đi cái trán mồ hôi, thoáng có chút chờ mong nhìn hướng về bầu trời. Chợt, nàng một cái nhỏ gầy nữ lưu hạng người, liền lôi kéo so với nàng người đều lớn gấp mấy lần xe chở phân, cất bước gian nan hướng về đại môn đi đến. Chắc hẳn, nàng còn nhớ cùng ước định của ta đi. Mạnh tường thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này dù sao cũng là người ta việc nhà, mạnh tường cảm thấy mình cũng không thể miễn cưỡng người ta, đã lăng nguyệt nguyệt không dám gặp, vậy liền không gặp rồi chờ lăng nguyệt nguyệt ngày nào thật làm xong chuẩn bị tâm lý gặp lại cũng không muộn nghĩ đến đầu hơi méo mạnh tường quay người chuẩn bị rời đi nhưng mà còn không có bước ra một bước đột nhiên à phía sau đột nhiên truyền đến lăng tuyết nhi tiếng kinh hô nhìn lại mạnh tường không khỏi lông mày co lại chỉ gặp lăng tuyết nhi vừa đem xe kéo tới cửa đột nhiên đi tới hai bóng người nhỏ gầy lại lôi kéo nặng như vậy xe chở phân, nàng nhất thời không nhìn thấy, đâm vào kia trên thân hai người. Mạnh tường nhìn thấy, không khỏi giật mình. Nàng đụng vào không là người khác, chính là ngày đó khi dễ A Sử nội môn đệ tử Điển Thương Long. Mà Điển Thương Long bên cạnh là nội môn thứ tịch đệ tử Triệu Thiên Kiều. Hai người này làm sao lại đến ngoại môn? Mạnh tường không khỏi nghi hoặc. Tu chân giả coi như không biểu hiện ra tu vi, trên thân cũng có chân nguyên hộ thể dù chỉ là nhẹ nhàng chạm thử phàm nhân cũng sẽ bị bắn ra lăng tuyết nhi tại chỗ bị đạn về sau đâm vào xe chở phân bên trên cao nhất một thùng phân lập tức khuynh đảo tại nàng nửa người dưới hôi thối tràn ngập cái này bung ra ngược lại không sao nhiều nhất chính là trên thân phân thối hai ngày nhưng vấn đề là mặc dù bị bắn ra rất xa nhưng khóc lóc âm sầm ra vết bẩn vẫn là có văn đến điển thương lông tuyết trắng trên giày bất thình lình va chạm vốn là dọa điển thương long nhảy một cái. Hắn cúi đầu xem xét, mình trên giày dính vào chừng hạt gạo chút điểm vết bẩn, gương mặt cương nghị lập tức bởi vì phẫn nộ mà vặn vẹo. Thật xin lỗi. Thực sự thật xin lỗi, là ta không cẩn thận, thật xin lỗi. Lăng tuyết nhi chỗ nào nghĩ tới đây thế mà lại có nội môn đệ tử. Hơn nữa còn là đại danh đỉnh đỉnh điển thương long cùng triệu thiên kiều, dọa rung giống như khang si, chỗ nào thẳng mình đầy người vết bẩn nơm nớp lo sợ đứng dậy, liên tục cúc cung xin lỗi. Điển Thương Long làm sao có thể tiếp nhận loại này xin lỗi? Từ nhỏ tiến tử huyền môn, tu luyện 20 năm hắn, liền buồn cũng không từng chạm qua, nơi nào có qua loại kinh nghiệm này. Khi trên giày một dọc phân, trong mắt hắn là như thế chói mắt, buồn nôn bắn lên một thân nổi da gà. Ngươi cái tiện tỳ lại dám làm bẩn giày của ta. Ngươi không mọc mắt a à. Ba, nổi giận điển thương long đưa tay chính là một bàn tay bên cạnh triệu thiên kiều lại chỉ là lạnh lùng nhìn xem một màn này không nói một lời lăng tuyết nhi bất quá chỉ là một phàm nhân cái này điển thương long thế nhưng là kim đan kỳ tu vi coi như vô dụng chân nguyên một tác này ở đâu là nàng nhận chịu được chỉ gặp gầy yếu tuyết nhi liền kêu sợ hãi cũng không kịp phát ra liền bị một bàn tay đập bay ngược ra hai ba mét trùng điệp đập xuống đất trước kia liền dinh dưỡng không đầy đủ đôi môi tái nhật càng là bị máu tươi nhiễm đỏ